trải qua mười mấy hơi thở, từ đó lộ ra một màn khiến cho mấy người Hàn Lập đều cảm thấy kinh ngạc. Đại quân cua giống như thủy triều, từ trên thi thể con cự tích quay cuồng lướt qua. Vừa rồi huyết nhục lân giáp của con cự tích còn đầy đủ, vậy mà bây giờ chỉ còn mỗi một bộ khung xương trắng hiếu, phía trên sạch sẽ không gì sánh bằng, ngay cả da thịt cũng không còn. Nếu không phải mặt đất phía dưới bộ khung xương kia còn thấm vài vết máu màu vàng nâu, thì có khả năng ba người bọn hắn sẽ xem bộ khung xương này đã sớm có ở đây, và cũng không biết nó đã phơi nắng bao nhiêu năm rồi vẻ mặt thạch xuyên không ngưng trọng vô cùng theo bản năng nhảy lên định bay lên không trung nhưng kết quả vừa mới nhảy lên y liền bị hút bởi trọng lực không gian ở dưới mặt đất một lần nữa rất xuống dưới hiển nhiên việc không thể sử dụng được tiên linh lực cùng ma khí y vẫn còn chưa thích ứng kịp thạch đạo hữu không cần kinh hoàng dường như những bạch giáp giải này chỉ ăn thịt thối chứ không uy hiếp gì đến chúng ta bỗng nhiên giải đạo nhân mở miệng nói ra Thạch Xuyên không nghe vậy nhìn qua, chỉ thấy những con cua màu trắng kia, quả nhiên đều nhao nhao lượn vòng qua chân ba người bọn hắn, lao đến thi thể con ốc sen kia. Cũng đồng dạng trải qua mười mấy hơi thở, đầu ốc sen kia cũng bị sơi tái không còn gì, biến thành một bãi xương vụn. Giải đạo hữu sao ngươi lại biết đám sinh vật này là bạch giáp giải? Thạch Xuyên không kinh ngạc, có chút nghi ngờ hỏi, chỉ là vừa nghĩ ra, thuận miệng nói. Giải đạo nhân nghe vậy đờ người, cũng không muốn nói gì nhiều. Thạch Xuyên không trợn mắt, không còn gì để nói. Đi thôi, nơi này không phải chỗ chúng ta ở lại, trước tiên chúng ta đi đã, coi thử ở đây còn tù nhân sống sót hay không, với lại tìm một vài tin tức của tử linh nữa. Hàn Lập mở miệng nói ra, Thạch Xuyên không nghe vậy, đang muốn mở miệng, thì nhìn thấy trên mặt Hàn Lập ẩn ẩn lộ vẻ lo âu, không khỏi khẽ thở dài một hơi, an ủi nói, lệ huynh, ngươi không cần phải lo lắng quá nhiều, tử linh đạo hữu cũng giống như ngươi, là tu sĩ từ giới diện thất lạc phi thăng lên tiên giới, điều đó cũng đã chứng minh năng lực của mình. Cho dù có lưu lạc ở tích lân không cảnh này, cũng không có việc gì xảy ra. Đa tạ thạch đạo hiếu, lần này may mà có ngươi, nếu không chỉ sợ ta vào trong này, cũng phải tốn một phen công phu. Hàn lập nghe vậy, gật đầu nhẹ, nhưng vẻ lo âu trong ánh mắt của hắn thì lại không giảm bao nhiêu. Ngươi với ta còn phải khách khí như thế sao, nếu tính ra, cái mạng này của ta cũng là do ngươi cứu mà có. Nói về chuyện cũ, trong hôi giới lúc ngươi gặp nguy hiểm ta còn chưa từng thấy vẻ mặt ngươi như bây giờ xem ra vị tử linh đạo hữu này vô cùng quan trọng với ngươi thôi thôi ta cũng không cần phải nghỉ chân nữa chúng ta lên đường thôi thạch xuyên không khoát khoát tay thở dài một cái nói ra hiện giờ chúng ta cần phải tranh thủ thời gian lúc này đề hồn đang nằm bất tỉnh bên trong trúc lâu ở động thiên của ta tuy là trước đó ta đã đặt rất nhiều tử dương noãn ngọc và an bài khôi lỗi chiếu cố nhưng chỉ cần ta ở trong tích lân không cảnh này quá lâu không vào bên trong động thiên, chắc chắc sẽ xảy ra biến cố phiền toái. Lông mày hàn lập nhíu chặt nói, lệ huynh, càng như vậy, thì ngươi cần phải bình tĩnh, tích lân không cảnh này không thể so với nơi khác được, tuy ngươi có rất nhiều thần thông, nhưng trong này phần lớn không cách nào sử dụng được, cho nên chặng đường sau này, ngươi cần phải cẩn thận hơn mới được. Thạch xuyên không nghiêm mặt nói ra, đi thôi, chúng ta tiếp tục lên đường, sắc mặt hàn lập cứng lại, nhưng hắn không nghĩ nhiều nữa, mà gật đầu nhẹ, nói. Dứt lời, ba người bọn hắn liền tìm một hướng an toàn, rồi bắt đầu lên đường. Khắp nơi đi qua đều là sườn núi, chợt phía trước xuất hiện một dãy bình nguyên hơi nghiêng về phía dưới, địa thế cũng coi như bằng phẳng, một mực kéo dài mấy trăm dặm. Chỉ là những nơi nhìn đến, trên mặt đấy phủ đầy từng vết dạn nước thấy mà giật mình, khắp nơi không có một cọng cỏ màu xanh nào, mà chỉ có những cơn gió thổi qua làm cho cát bụi bay lên, nhưng rất nhanh lại bị áp lực không gian đè xuống mặt đất. Ba người hàn lập từ trên sườn núi trượt xuống, rồi đi dọc theo mảnh đất giống như là một lòng sông khô cạn, tiến về phía trước, trên mặt đất lưu lại ba vệt dấu chân một mực kéo dài về phía rìa của hòn đảo. Tuy ba người bọn hắn không cách nào phi hành được, nhưng bước chân của bọn hắn cũng không có chậm. Mặc dù dọc theo con đường này, bọn hắn có thể thấy được một vài con dị thú lân giáp hình thù kỳ quái, nhưng do chúng nó không chủ động tập kích, vì vậy trên đường đi, ba người bọn hắn cũng không có chủ động trêu chọc gì. Rồi mặt trời cũng đến lúc hoàng hôn, vừa hay ba người bọn hắn cũng đã đi tới rìa của hòn đảo này giờ phút này mặt trời cũng đã lặn hơn phân nửa chỉ còn sót lại ánh chiều tà của nửa vòng mặt trời đỏ từ cuối chân trời nhuộm cả mặt đất thành một màu cam còn trên vùng bình nguyên đã bắt đầu vang lên từng âm thanh gào thét của dị thú to to nhỏ nhỏ không ngừng hàn lập quay người nhìn bình nguyên phía xa rồi nhíu mày nhìn về phía trước chỉ thấy bên ngoài rìa đảo trên mặt đất tràn ngập một tầng sương mù màu đen mông lung giống như cơn sóng khói mù lan tràn khắp nơi trên mặt hồ Cách chờ hòn đảo bọn hắn cùng một hòn đảo khác gần xung quanh đó. Chương 849, ba người đi bắt chim. Xem ra có chút phiền phức rồi, muốn qua tựa hồ không hề dễ dàng. Hàn Lập thu hồi ánh mắt, thì thào tự nói một tiếng. Hòn đảo đối diện cách bên này chỉ mấy trăm trượng mà thôi, chúng ta quả thật không có cách nào nhảy qua. Thạch Xuyên không nhìn bờ xa xa bên kia, mở miệng hỏi. Giải đạo nhân không nói gì, lượm từ trên mặt đất một hòn đá màu nâu lớn cỡ bàn tay vận lực ném về phía hòn đảo phía trước một cái. Chỉ nghe vèo một tiếng tiếng xé gió vang lên, hòn đá hóa thành một bóng nhỏ lướt gấp đi, bay đến phía trên hắc vụ tĩnh nghịch thế đi đột nhiên im bặt dừng lại. Hòn đá đang giữa không trung, lại giống như đột nhiên bị một bàn tay vô hình vỗ trên đỉnh đầu. Sau một khắc, rơi thẳng tắp xuống hắc vụ phía dưới, biến mất không thấy gì nữa. Ba người Hàn Lập đều nghiêng tai lắng nghe, nhưng mà qua hồi lâu, vẫn không nghe âm thanh hòn đá rơi xuống truyền lên xem ra phía dưới này sâu không lường được a à, ánh mắt thạch xuyên không đảo qua phía dưới lẩm bẩm nói nếu ta đoán không sai phía dưới hắc vụ này không có bất kỳ vật gì chỉ là vô tận hư không một khi rơi xuống đó sẽ lâm vào không gian hư vô một mực rơi xuống ai cũng không biết lúc nào mới có thể đến tới đáy thậm chí rất có khả năng ở đây căn bản cũng không có đáy hàn lập nhìn xuống hắc vụ kính mịch này hai mắt hơi chấp động tử quang chậm rãi mở miệng nói ra vậy thì phiền toái rồi chẳng lẽ chúng ta bị nhốt trên đảo nhỏ như bàn tay này? Nhìn bộ dạng trên đảo này, ban đêm tựa hồ mới là lúc các loại dị thú đi ra hoạt động, chỉ sợ càng thêm nguy hiểm. Thạch Xuyên không nghe vậy, lông mày khẩn trương nói. Ánh mắt Hàn Lập ngưng lại, đang muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe bờ hắc vụ bên kia bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng vang lớn ụt ụt. Hắn vội vàng tập trung tinh thần nhìn sang, chỉ thấy một đại điều cổ quái với cái đầu vô cùng lớn, cái cổ thật dài, thân hình vừa thô vừa to, cao chừng hai trượng, đang vỗ hai cánh khổng lồ, không ngừng đập thình thịch trên hắc vụ, bay về hướng bên này. Hai mắt hàn lập nhìn chăm chú, lập tức thấy rõ bộ dáng đại điểu. Chỉ thấy trên cổ cùng trên đầu đại điểu sinh ra lông nhung màu xám trắng, trên người lại mọc ra từng đám lông vũ màu xanh thô cứng, hai cánh mở rộng ra chừng hơn một trường. Nó phi hành với tư thái hết sức kỳ lạ, hai cánh đang không ngừng ra sức vũ động, hai chân trắng kiện không ngừng đạp trên hư không, thoạt nhìn giống như một con vịt đang đạp trên mặt hồ nước, nhìn không được tự nhiên cho lắm. Nhưng mà điều thần kỳ chính là, mỗi một lần nó dẫm đạp lên hư không, dưới chân liền giống như có một đoàn không khí bạo liệt ra, từ đó sinh ra một cỗ phản lực, trợ giúp nó chống lại áp lực không gian bên trong hắc vụ, để cho nó có thể lướt không mà đi. Hàn lập thấy thế, trong mắt hiện lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, kêu lên. Lông xanh trên người điều này tựa hồ có chút bất đồng, có thể làm suy giảm áp lực hư không, lại thêm dưới chân nó tuôn ra khối khí, có thể bay qua hư không hắc vụ này. Nếu chúng ta bắt được nó, có lẽ có thể thử cưỡi nó bay qua bờ bên kia. Hắn vừa dứt lời, thanh âm trong hắc vụ đại tác, mấy trăm đại điểu giống như đầu đại điểu cổ quái kia, bảo trì đồng dạng tư thế cổ quái đồng loạt bay vút tới, nhao nhao rơi xuống hướng hòn đảo bên này. Những đại điểu này dường như không thấy ba người hàn lập, cũng không có vẻ gì sợ hãi, sau khi rơi xuống đất, hai cái chân dài trắng kiện nhao nhao chạy như điên, vọt mạnh về hướng sườn núi trung tâm của hòn đảo. Ba người hàn lập thấy thế, vội vàng vặn vẹo thân hình, không ngừng tránh né bên trong bầy chim. Không bao lâu, bầy chim gào thét điên cuồng lướt qua bên cạnh ba người, tiếp tục vội vã chạy về phía sau. Thật tốt quá, có nhiều như vậy, đủ cho chúng ta dùng. Thạch xuyên không hô to, lập tức cười nói. Đi, chúng ta theo sau chúng. Hàn lập lập tức nói ra. Vì vậy, ba người liền vội vàng đuổi theo sau bầy chim. Nhưng mà, lúc những đại điều kia chạy băng băng, tư thái cũng người phần bất đồng, dưới chân tựa hồ có không khí bạo tạc nổ tung, mỗi một bước chạy, thân hình sẽ bị cỗ lực lượng này bắn lên thoáng một phát, xảy bước ra khoảng cách cực xa, tốc độ lại cực nhanh. Ba người Hàn Lập hôm nay không cách nào phi đột, chỉ dựa vào khí lực đuổi theo, tốc độ lại có vẻ theo không kịp. Hàn Lập thì đỡ hơn một chút, Thạch Xuyên không cùng giải đạo nhân lại càng không tốt, đã bị bỏ xa hơn 10 dặm. Lúc mọi người đuổi theo, mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống, màn trời khắp nơi buông xuống vẻ tĩnh nghịch, bên trên đã nổi lên từng điểm tinh quang. Tâm thần Hàn Lập không dám buông lỏng, chạy như điên dọc đường nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn bốn phía. Chỉ thấy trên bình nguyên hoang vu vô cùng, từng bóng dáng đen xì, không biết từ đâu nhao nhao xông ra, có con to như hổ báo, có con nhỏ như chuột rắn, vậy mà tất cả đều lẳng lặng nằm sắp trên mặt đất, tựa hồ đang đợi cái gì đó. Trong nội tâm Hàn Lập kinh nghi, nhưng không có dừng lại xem xét, vẫn một mực đuổi theo đám đại điều cổ quái kia. Thật vất vả đuổi tới phiến sườn núi bên kia, màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, bầu trời vạn dặm bên trên không mây, một vầng trăng cô độc treo trên cao, bốn phía lại khảm nạm rậm rạp chẳng chịt ngôi sao sáng chói. Dưới ánh sao, ba người Hàn lập lại được thấy một màn khiến người kinh dị. Chỉ thấy trên sườn núi, ngàn vạn đầu bạch giáp giải, từ trên sườn núi bỏ đầy xuống phía dưới sườn núi, dần dần bò đến khu vực bằng phẳng, rồi mở rộng, lan tràn ra bốn phía xung quanh. Mà lúc này, phía trên vỏ ngoài của bạch giáp giải, vậy mà tất cả đều lóe lên lốm đa lốm đốm bạch quang mông lung, như từng chiếc đèn nhỏ như hạt đậu, đầy khắp núi đồi chiếu rọi ra ngoài, giống như trên bình nguyên trải rộng ra một mảnh tinh không, xa hoa tới cực điểm. Hàn Lập đứng ở trên sườn núi, nhìn về bốn phía, chỉ thấy bạch quang tản ra trên người những thứ này, không chỉ là những bạch giáp giải kia, mà còn có vô số dị thú trên đảo lớn lớn nhỏ nhỏ. Chẳng qua vị trí sáng lên của bọn chúng, đại đa số đều ở phía trên đầu. Ở bên trong hào quang đằng kia, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng yếu ớt, lại có chút quen thuộc đó chính là lực lượng lúc hắn tu luyện đại chu thiên tinh nguyên công, tinh thần chi lực. Hàn lập càng xem, trong nội tâm lại càng kinh nghi bất định, chẳng lẽ trong tích lân không cảnh hoang vu này, những bạch giáp giải cùng đám dị thú này, thông qua hấp thu lực lượng ẩn chứa bên trong ngôi sao ban đêm, mới có thể sinh tồn cùng tu luyện A. Đang suy nghĩ, từng đợt thanh âm ken két vang lên. Hàn lập vội vàng rời mắt nhìn qua, liền thấy ngay chỗ đám đại điều cổ quái bay đến phía trước, mỗi con rũi cái cổ dài ra, dùng cái mỏ dài nhọn màu đen mổ lấy những bạch giáp dài trên mặt đất. Phía dưới hào quang tinh thần, những bạch giáp dài chỉ đưa tới từng đợt bạo động trong phạm vi nhỏ, diện tích chạy trốn cũng không lớn, cũng không có công kích những đại điều cổ quái giống như ban ngày thôn vệ cự tích cùng con sen kia. Mà ở phía trên bình nguyên hòn đảo nơi xa, cũng bắt đầu có từng trận thanh âm gào rú vang lên loạn xạ, Hàn Lập đưa mắt nhìn qua, mơ hồ có thể thấy một ít dị thú hình thể to lớn, đang nuốt chửng những dị thú có hình thể nhỏ bé nguyên lai like là đến đây để kiếm ăn giờ có nên động thủ hay không thạch xuyên không kích động nói chờ một chút lúc này ra tay chỉ sợ sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết chúng ta chậm rãi đến gần tìm vị trí thích hợp ánh mắt hàn lập quét qua khắp nơi một vòng lắc đầu nói vì vậy ba người nằm sấp xuống phân biệt tìm một chỗ tương đối cao còn có vật che kín ẩn núp ước chừng sau nửa canh giờ những đại điều cổ quái kia tựa hồ đã ăn uống xong cả đám liền bắt đầu mở ra cặp chân dài, chạy về nơi đến như điên. Hàn lập thấy thế, lập tức đánh tay ra hiệu cho Thạch Xuyên không chuẩn bị. Thanh âm vừa lên, thân hình Thạch Xuyên không đã động đậy đứng lên. Chỉ thấy người gã cúi xuống, hai chân đột nhiên đạp đất, chạy như điên theo bầy chim. Chờ đến lúc chạy đến gần bên cạnh một con quái điểu, thân hình gã bỗng nhiên nhảy lên, định trèo lên lưng con quái điểu. Mắt thấy lúc gã sắp rơi lên phần lưng con quái điểu, thân thể quái điểu kia đột nhiên nghiêng qua, một cái bắp đùi tráng kiện dơ lên, đạp mãnh liệt về hướng ngực Thạch Xuyên không một cái. Thạch Xuyên không căn bản không nghĩ tới, thoạt nhìn quái điều này có vẻ ngốc nghếch, nhưng động tác lại linh hoạt mau lẹ như thế, căn bản không kịp né tránh, liền bị bàn chân to lớn bốn ngón đạp chúng vào ngực. Không tốt, trong lòng gã thầm kêu một tiếng, trên người liền có từng trận thanh âm nổ đùng vang lên. Theo một hồi thanh âm phanh 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 vang lên, trước ngực Thạch Xuyên không thậm chí có từng huyệt huyền khiếu sáng lên hào quang, bên ngoài thân cũng giống như dâng lên một tầng hào quang mông lung. Ngay lúc chỗ ngực sáng lên huyền khiếu thứ 9, một tiếng không khí nổ đùng vang lên. Chỉ thấy phía dưới bàn chân quái điều kia, có một lỗ thoát khí màu đen lớn bằng ngón cái, bên trong có một đạo khí kình vô hình đột nhiên bộc phát ra, nổ tung trước ngực thạch xuyên không. Thạch xuyên không cảm thấy trước ngực bị một cỗ lực đạo to lớn đột nhiên trọng kích, động tác hô hấp cũng không khỏi cứng lại, thân thể tựa như một con tôm chín đỏ bẻ ngoặt lại bay ngược ra sau, Trùng điệp rơi đập trên mặt đất, lăn hơn 10 vòng mới miễn cưỡng dừng lại. Bên kia, Hàn Lập cũng đang muốn phóng lên lưng một quái điểu, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn thấy một màn này, thân hình vừa lên đột nhiên trầm xuống phía dưới. Con quái điểu này cũng giống như con lúc trước, nhấc chân đạp mạnh tới Hàn Lập bên cạnh, nhưng bị hắn vừa vặn tránh thoát. Thân hình Hàn Lập trượt qua thân quái điểu, từ một bên khác trở mình leo lên, trực tiếp cưỡi lên lưng nó. Quái điểu to lớn bị hắn đáp lên, thân hình chỉ khẽ run lên, lại lần nữa đứng vững dưới chân một bước cũng không ngừng tiếp tục chạy như điên về phía trước. giải đạo nhân đã được hàn lập dặn dò lúc trước, đương nhiên không có ra tay, chẳng qua là đi lên xem xét tình huống thạch xuyên không. thạch xuyên không lồm cồm bò dậy, vuốt vuốt bụi đất dính trên người và cả bạch giáp giải kẹp trên quần áo, thân sắc trên mặt như thường, xem ra cũng không bị tổn thương gì. dưới chân quái điều này tựa hồ sinh ra khí huyệt, thời điểm phóng ra tạo thành lực đạo trùng kích thật sự không kém, trách không được có thể đạp không mà đi ở hắc vụ đằng kia. Thạch Xuyên không thấy giải đạo nhân đang nhìn gã, có chút lúng túng nói ra. Dứt lời, gã cũng mặc kệ giải đạo nhân phản ứng thế nào, liền nhìn hướng Hàn Lập bên kia. Lúc này, Hàn Lập đang cưỡi trên lưng quái điểu kia, hai tay gắt gao nắm chặt cái cổ thật dài của nó, thân thể lúc lên lúc xuống theo thân hình nhấp nhô của quái điểu, bộ dáng có chút buồn cười, nhưng tổng thể thoạt nhìn coi như ổn định. Hành động của quái điểu kia tựa hồ cũng không bị ảnh hưởng bao nhiêu. Nhưng mà đúng lúc này, cái đầu to lớn của quái điểu bỗng nhiên quay lại mãnh liệt một cái, cơ hồ trực tiếp phận ngược lại, mỏ nhọn hiện ra hào quang màu đen, như là một đoạn chủy thủ màu đen, hung hăng mổ xuống mắt trái hàn lập. Tốc độ nhanh kinh người, chương 850, diệu dụng, lần quái điểu tập kích đột một này hiển nhiên hàn lập đã có phòng bị sớm, thuận thế ngã về sau tránh né một kích lăng liệt của quái điểu. Không đợi hắn ổn định thân thể, con quái điểu lập tức dẫm mạnh hai chân, thân hình bay lên cao rồi xông thẳng vào không trung đến lúc gần đáp xuống thì đột nhiên nó rang hai cánh ra hai chân hàn lập bị lông cánh cản lại thân hình lập tức mất cân bằng trông như muốn rơi từ trên người nó xuống vào lúc này hắn buông cổ quái điểu ra hai tay đẩy mạnh lưng của nó rồi phóng vụt thân hình lên trên không nhưng rất nhanh đã rơi xuống do trọng lực trong không trung thời điểm hạ xuống hai tay hàn lập đè một cái cố ý vận khởi lực đạo toàn thân thành thiên cân trụy ép xuống lưng quái điểu Vốn dĩ con quái điểu đang trong tư thế đáp xuống nhưng bị Hàn Lập đạp mạnh nên chúi xuống. Trong miệng không khỏi phát ra một tiếng kêu to như tiếng kêu của ô nha. Thân hình nhanh chóng lao xuống dưới như một thiên thạch rơi xuống mặt đất. Chỉ nghe ầm một tiếng, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to lớn khoảng 10 trượng, thân quái điểu bị Hàn Lập đạp chúi xuống, tuy hai chân vô cùng cường tráng nhưng vẫn không cách nào chống đỡ được, nó khuỵu xuống nằm dưới đáy hố. Đám dị thú từ bốn phía đắm chìm trong hào quang bị chấn động nhau nhau tản ra khắp nơi, những quái điều còn lại đều bay tứ tán không còn một mống. Thạch xuyên không và giải đạo nhân đuổi theo. Đến nơi, hai người nhìn xuống đáy hố thì phát hiện Hàn Lập đang cưỡi trên người quái điểu. Một tay đặt trên đầu, còn tay kia thì vuốt ve nhẹ nhàng lông cánh trên lưng của quái điểu. Lúc đầu, đầu quái điểu còn ra sức vặn vẹo nhưng sau một lúc nó không dễ dụa nữa, trái lại còn lấy đầu của mình cọ sát nhẹ nhàng vào lòng bàn tay Hàn Lập tỏ vẻ thân mật. Hàn lập vỗ nhẹ lưng quái điểu, nó lại đứng yên rồi hai chân gập xuống. Đột nhiên không khí dưới chân vang lên một tiếng nổ, mạnh mẽ mang hàn lập nhảy ra khỏi hố to. Sau khi rời khỏi hố, quái điểu chở hàn lập chạy thật nhanh trên đồng bằng. Tốc độ nhanh hơn lúc trước rất nhiều, mà khi nó giang hai cánh ra vẫy, phối hợp với luồng khí do khí huyệt dưới chân phun ra nên vẫn có thể phi hành cách mặt đất tầm một xích. Sau một phen thử nghiệm, hàn lập điều khiển quái điểu chạy đến trước mặt hai người họ. Nếu như người chưa có tên, tạm thời ta gọi ngươi là phù hành điều vậy. Chim này giã tính khó thuần và càng không dễ dàng bị hàng phục. Một khi bắt được nó lập tức phải dùng thần thức chi lực khống chế nó. Hàn lập nhảy từ trên thân chim xuống, nói ra, thạch xuyên không quan sát quái điểu mà hàn lập vừa mới nhảy xuống, vẫn ở bên cạnh hắn, cười nói, chả trách sao lúc nãy ngươi xoa đầu quái điểu, thì ra là để tẩy não nó. Vừa rồi các ngươi cũng đã thấy, loài chim này có thể chở người lơ lửng đi, bay qua hòn đảo bên cạnh hẳn là không thành vấn đề và lại tốc độ chạy trốn của nó không hề chậm, dùng để cưỡi là vô cùng thích hợp. Hàn Lập không để ý đến lời trêu chọc của gã, nói ra. Không tệ, không tệ, thế là vấn đề đã được giải quyết. Thạch Xuyên không nghe vậy, vỗ tay cười nói. Thạch Huynh, lúc nãy người bị phù hành điều đá chúng, ta thấy trước ngực người có tỏa ra huyền khiếu. Hình như người có tu luyện một loại công pháp huyền tiên nào đó. Bỗng nhiên Hàn Lập nhớ tới một chuyện, hỏi. Nói là công pháp huyền tiên cũng không sai, Trời sinh thánh tộc chúng ta vốn đã có khí lực cường hãn, cho nên việc luyện thể đôi khi lại chẳng để tâm bằng nhân tộc các người. Tuy nhiên, việc tu luyện không gian pháp tác chi lực của ta cũng khá đặc biệt, nó đòi hỏi phải có khí lực mạnh mẽ. Cùng với lần thăng chức thái ất cảnh của ta trước đây, khí lực tự nhiên cũng tăng hơn một bậc. Thạch xuyên không do dự, không chút giấu giếm đơn giản nói ra. Nghe lời ngươi nói, ta cũng an tâm rồi. Chuyến này ngươi theo giúp ta cũng là vì mười phần tin tưởng vào sức mạnh thân thể của mình. Hàn Lập vừa cười vừa nói, còn về khí lực của Thạch Xuyên không mạnh mẽ đến đâu hắn cũng không tiếp tục truy vấn, chuyện người tu luyện dù có quan hệ thân cận thế nào cũng không nên hỏi. Mười phần tin tưởng thì không dám nói, chỉ cần lúc quan trọng có thể trợ giúp Lệ huynh một tay là được rồi. Thạch Xuyên không cười nói, nghe vậy Hàn Lập chỉ cười một tiếng, nhưng chỉ có một con phù hành điểu, tiếp theo phải cưỡi sang bờ bên kia, phải làm thế nào đây? Giải đạo nhân hỏi, trước hết tối nay vậy là được rồi mặc dù thú trên đảo này hoạt động vào ban đêm nhưng hình như cũng vì hấp thụ ánh sáng tinh thần mà đến cũng không trắng trợn công kích chém giết thoạt nhìn cũng tương đối an toàn tình hình trên hòn đảo phía trước thế nào còn chưa biết được trước hết chúng ta ở đây một đêm rồi tính sau đi hàn lập nghe xong trầm ngâm một lát rồi nói sắp xếp vậy cũng xem như ổn thỏa thạch xuyên không nghe vậy cũng gật đầu nói thế là ba người ở lại trên dốc nghiêng của sườn núi ngồi xếp bằng lại nhắm mắt điều tức hai mắt hàn lập hơi khép hai tay bấm động pháp quyết thử vận chuyển đại ngũ hành nguyễn thế quyết tiên linh lực trong cơ thể dường như bị đóng băng và trì trệ lại vốn dĩ không cách nào vận hành được thử nghiệm một hồi hắn mở hai mắt ra cười khổ một tiếng rồi dừng lại sau khi lấy lại bình tĩnh hắn xoay mắt nhìn qua thạch xuyên không và giải đạo nhân cách đó không xa hai người họ vẫn đang nhắm mắt tĩnh tọa trên cơ thể không có chảy một chút khí tức linh lực nào hàn lập thu ánh mắt lại tĩnh tọa điều tức một lần nữa Yên lặng vận chuyển luyện thần thuật điều dưỡng thần hồn của mình. Trời càng tối, đột nhiên, Hàn Lập mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu. Chỉ thấy sao răng đầy trên bầu trời đen kịt, mỗi một ngôi sao đều sáng rực rỡ và tươi đẹp, ánh sao tỏa sáng chiếu xuống hòn đảo một mảng trắng tuyết, phong cảnh trên đảo hình như còn đẹp hơn cả tiên giới. Sau một lúc hắn chợt nghĩ ra, hai tay biến đổi pháp quyết, bắt đầu vận chuyển đại chu thiên tinh nguyên công. Công pháp này vừa mới vận chuyển thì huyền khiếu trên người hắn bỗng phát sáng lên giống như một ngôi sao cứ nhấp nháy vụt sáng rồi vụt tối. Thạch Xuyên Không và Giải Đạo Nhân đều bị Hàn Lập làm kinh động, kẻ trước người sau mở mắt ra nhìn sang Hàn Lập. Thạch Xuyên Không có chút hứng thú, còn Giải Đạo Nhân thì tiếp tục khép mắt lại. Sau một lúc, Hàn Lập lặng lẽ thở dài một tiếng rồi mở hai mắt ra. Hắn đã sớm luyện thành Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công đạt tới đỉnh điểm. Bây giờ dù vận chuyển công pháp thế nào cũng không dẫn đến cảnh tượng quang mang tinh thần trên trời chảy ngược vào người hai ngón tay vừa thu lại thì huyền khiếu phát sáng trong cơ thể cũng tản đi khôi phục lại nguyên trạng nhưng ở ngực của hắn vẫn còn có một chùm sáng trắng tỏa ra trong lòng hàn lập vừa động đưa tay lên ngực tìm kiếm và lấy ra một quả tinh thạch màu vàng nâu to bằng quả nhãn ở trên đó phát sáng rực rỡ lóe ra từng trận bạch quang đó chính là thú hạch của cự tích đuôi dài so với lúc vừa lấy ra khỏi cơ thể khí tức của thú hạch giảm đi không ít nhưng quang mang tinh thần phát sáng lại càng rõ ràng hơn lông mày của hàn lập co lại nỗ lực luyện hóa thú hạch trên tay đợi một chút thú hạch vẫn không có phản ứng gì hắn mới giật mình nhớ đến bản thân đã không cách nào sử dụng tiên tinh lực thì làm sao luyện hóa vật đó được hàn lập đưa tay vỗ chán tự cười giễu bản thân đang định cất nó vào chỗ cố thì khóe mắt liếc qua phù hành điều đang đứng cạnh mình bỗng nhớ cảnh bọn chúng từng ăn bạch giáp giải hàn lập do dự một chút rồi nhấc tay lên cho thú hạch kia vào miệng cổ hỏng khẽ động nuốt xuống. Thú hạch vừa vào bụng, Hàn Lập cảm thấy dị vật trong thực quản vẫn chưa hoàn toàn biến mất, bỗng nhiên trong bụng có một luồng nhiệt bắt đầu dâng lên, biến thành một cỗ năng lượng không mạnh mẽ lắm nhưng rõ ràng bên trong cơ thể, đang dần di chuyển về phía bắp đùi của hắn. Hắn vội vàng cúi xuống nhìn, chỉ thấy một khiếu huyệt hoàn toàn mới xuất hiện trên đùi, dường như có một chút biến hóa yếu ớt. Nhưng cũng do biến hóa này đã khiến cho Hàn Lập vô cùng mừng rỡ, vì hắn phát hiện, sau khi Đại Chu Thiên Tinh Nguyên công viên mãn, huyền khiếu không biến hóa nữa, vậy mà bây giờ lại xảy ra biến hóa. Một huyền khiếu mới hoàn toàn, thậm chí có dấu hiệu khai khiếu. Quan trọng là hắn không phát hiện được trên người mình có chỗ nào không ổn. Thạch Xuyên không ở xa thấy được cảnh này, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhịn không được đứng dậy đi đến. Lệ huynh, người bị sao vậy? Gã cúi người ngồi xổm xuống, do dự hỏi, viên thú hạch lúc trước ta đưa người còn ở đó không? Trong mắt hàn lập tràn đầy nỗi sợ hãi lẫn vui mừng, hỏi nó ngay đây thạch xuyên không khẽ giật mình vội vàng lấy viên thú hạch du diên từ trong áo ra đưa cho hàn lập sau khi nhận lấy hàn lập kiểm tra một chút rồi nhấc tay lên cho vào miệng một lần nữa nuốt vào bụng ngay sau đó luồng nhiệt trong bụng giống lúc trước lại xuất hiện đồng dạng hóa thành một cỗ năng lượng yếu ớt chạy vào khiếu huyệt mới trên đùi hắn vẫn chưa đủ cần nhiều hơn nữa hàn lập ngẩng đầu nhìn thạch xuyên không kích động nói ra lệ huynh cuối cùng đã xảy ra chuyện gì thạch xuyên không cho mày hỏi hai thú hạch dị thú lúc trước bên trong lại ẩn chứa sức mạnh tinh thần có công hiệu đả thông huyền khiếu mặc dù bây giờ không có cách nào luyện hóa nhưng nhờ việc ăn nó vào lại có thể hấp thụ vào trong cơ thể hàn lập bình tĩnh giải thích chuyện này là thật ư thạch xuyên không nhíu mày lại vội vàng hỏi những dị thú trên đảo này tôn thờ các ngôi sao và hút sức mạnh tinh thần của nó người cứ bắt một con lấy thú hạch ra thăm dò thử một chút sẽ biết hàn lập mỉm cười nói mắt thạch xuyên không sáng lên lúc này đứng dậy chạy đến chỗ xa, tập kích bất ngờ các con thú. Không bao lâu, gã quay lại kéo theo một con vật như trồn mèo, dài chừng một trượng, lại có vẻ như một bộ giáp. Đến gần, Thạch Xuyên không ném dị thú đã chết xuống đất, dùng trường đao màu đen cắt đầu nó móc ra một khối tinh hạch lớn chừng đầu ngón tay. Cơ thể dị thú nhỏ vốn dĩ không thể ngưng kết ra thú hạch, nếu có cũng chỉ nhỏ bằng hạt gạo. Dị thú lớn thì không nhiều, và lại chạy trốn rất nhanh, xem như con thú này xui xẻo vậy. Thạch Xuyên không phàn nàn nói, không sao, trước tiên thử một chút rồi tính sau. Hàn Lập cười nói, chương 851, hoàn toàn không có tung tích. Tốt, Thạch Xuyên không gật đầu nhẹ, lập tức khoanh chân ngồi xuống ngay tại chỗ, rồi lau sạch sẽ viên thú hạch, liền hít một hơi thật sâu, nuốt nó vào trong bụng, y vội nhắm hai mắt lại. Một lát sau, y mở to mắt ra, khẽ nhíu mày, nói. Lệ huynh, ta cũng giống như ngươi, nuốt viên thú hạch này xuống, vậy mà sao ta không cảm giác chút nào vậy? chắc là viên thú hạch của ngươi vừa nuốt xuống kém hơn rất nhiều so với hai viên của ta trước đó. Vậy xem ra, những đầu dị thú này càng hung hãn, càng cắn nuốt nhiều loại dị thú khác, thì thú hạch kết xuất trong cơ thể lại càng lớn, hơn nữa càng sống lâu, lực lượng tinh thần ẩn chứa bên trong thú hạch càng thêm nồng đậm, có lẽ thứ đó sẽ giúp ích nhiều cho việc mở ra huyền khiếu. Hàn Lập suy nghĩ một chút, liền phân tích nói ra. Ta cũng cảm thấy như vậy, chỉ là nhìn tình hình trên đảo này, dường như con cự thích đuôi dài cùng con sen màu đen kia, Hẳn là hai con dị thú mạnh nhất trên cái đảo này rồi." Thạch Xuyên không quay người nhìn về phía bình nguyên cùng dãy núi sau lưng, mở miệng nói: "Không sao, sau này còn có nhiều cơ hội, đến lúc đó thử lại là được, hiện giờ việc quan trọng nhất là chúng ta nên gấp rút lên đường." Hàn Lập gật đầu, nói ra: "Tốt, nếu trên đường mà có đầu dị thú lợi hại nào không có mắt thì cũng đừng trách ta không khách khí." Thạch Xuyên không xoa xoa đôi bàn tay, cười khà khà nói: "Hai người bọn hắn nói chuyện phía một lát không tiếp tục thử nghiệm nữa mà tự mình nghỉ ngơi sáng sớm hôm sau rìa đảo nhỏ hàn lập cưới đầu phù hành điều kia từ ngoài trăm bước bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy về phía hắc vụ phạch 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 mỗi một bước phú hành điều rậm xuống dưới chân nó liền tạo ra một tiếng nổ khuấy động lên một đợt khói bụi thân hình nó càng chạy càng nhanh bộ pháp càng bước càng dài một mực lao đến rìa đảo nhỏ bỗng nhiên thân hình nó nhảy lên trên không một cái lập tức lao lên trên không khu vực hắc vụ chợt có một tiếng huỵch bất ngờ hai cánh chim thật to của nó giang ra đồng thời một cỗ lực lượng đè nén hơn xa lúc trước tràn ngập khắp toàn bộ hư không hơn nữa khuynh hướng càng lúc càng lớn lạ thường chỉ thấy khí huyệt dưới chân của phù hành điều không ngừng có khí đoàn phun ra hai cánh thì lại không ngừng vung vẫy thân hình nó khó khăn lắm mới bay vút về phía trước vốn bay trên không nơi này đã không dễ vậy mà trên lưng còn phải cóng thêm hàn lập nữa rõ ràng tốc độ bay của con phù hành điều này so với hôm qua thấp hơn rất nhiều mơ hồ gần sát với hắc phụ, nó mới bay được về phía trước. Còn thân thể hàn lập thì dán chặt trên lưng của nó, cố gắng hết sức giấu mình ở dưới cánh của phù hành điểu, hai mắt hắn thì nhìn chằm chằm phía trước, cờ bắp trên người như muốn căng cứng, dường như sợ xảy ra biến cố gì. Cũng may là khoảng cách của hai hòn đảo so với dự đoán tối hôm qua của hắn còn ngắn hơn một chút, hơn nữa trước đây phù hành điểu đã qua lại không biết bao nhiêu lần, cho nên sớm đã ngựa quen đường cũ, rất nhanh đã mang hàn lập bay qua bờ bên kia hòn đảo, rồi mau chóng đáp xuống dưới. Vừa mới lên đảo, Hàn Lập vội xoay người nhảy từ trên lưng phù hành điểu xuống, khi thân hình hắn vừa nhảy xuống, thì chợt cảm thấy cỗ trọng lực phát ra từ không gian đè trên người hắn càng trở nên mạnh mẽ hơn. Trong miệng hắn thở nhẹ một hơi, thoáng thích ứng nơi này một lát, tiếp đó hắn mới đưa tay vỗ phù hành điểu bên cạnh, kêu nó quay trở lại bên kia, trở thạch xuyên không cùng giải đạo nhân, từng người một qua đây. Ngay sau khi hai người bọn họ vừa lên đảo, thì cả hai cũng phát hiện sự thay đổi áp lực phát ra từ không gian trên hòn đảo này, lông mày cả hai cũng không khỏi nhíu lại. Diện tích của hòn đảo này so với hòn đảo trước lớn hơn không ít, hơn nữa áp lực phát ra từ không gian này cũng tăng mạnh hơn rất nhiều. Thạch Xuyên không mở miệng nói ra, đúng là như vậy, căn cứ theo tình huống này, xem ra thực lực dị thú trên tòa đảo này chỉ sợ càng hung hãn hơn không ít, hành trình về sau của chúng ta cần phải cẩn thận hơn một chút. Hàn lập vỗ đầu nhẹ phù hành điều, ngưng trọng nói ra lần này may mắn nhờ có tiểu gia hỏa này, hay là chúng ta thử xem đám phù hành điều này từ chỗ nào bay tới, rồi bắt thêm hai con, nếu chúng ta cưới bọn chúng lên đường, tốc độ của chúng ta sẽ càng mau hơn, tới đó sẽ nhanh chóng tìm được đám tù phạm còn sống sót khác, hơn nữa còn tìm được tin tức của tử linh đạo hiếu. Thạch Xuyện không nhìn thân hình phù hành điều đang nằm sấp bên cạnh Hàn Lập, đề nghị. Vừa rồi ta đã dùng thần thức dò xét xung quanh, cách đây mấy chục dặm có một hẻm núi, đêm qua những đầu phù hành điều kia đã nghỉ chân ở đấy việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường thôi. Hàn Lập gật đầu nói, qua chừng nửa ngày sau, mỗi người bọn hắn cưới một con phù hành điêu, từ trong hẻm núi lao ra ngoài, chạy như điên về phía giữa hòn đảo, còn phía sau bọn hắn thì cả mấy trăm con phù hành đều đuổi theo. Thời gian nhoáng một cái lại qua hơn hai tháng, trên một dãy núi lởm chởm chập trùng, có ba con phù hành đều tụng vào một chỗ, không ngừng mổ trên mặt đất. Dưới một tảng đá cách đó không xa, có hai con tiêm sỉ cử tượng chân cao chừng trăm trượng, Cả người phủ một mảnh lân giáp xám xanh, đang nằm ngửa bên trong khe hở giữa tảng đá, khóe miệng chúng còn chảy ra một vệt máu, dường như đã tắt thở. Ngay giữa đầu chúng chợt mở ra một cái lỗ máu to bằng miệng chén, tựa như đã bị người ta móc thú hạch ra. Còn trên tảng đá to, Hàn Lập cùng Thạch Xuyên không ngồi đưa lưng cách đó mấy bước, trên người cả hai đều có huyền khiếu tỏa sáng, quanh người bao phủ một tầng hào quang. Vẻ mặt của giải đạo nhân thì không thay đổi gì, đứng ở một bên nhìn về phía xa, không biết đang suy nghĩ cái gì nữa. Không bao lâu sau, hai người Hàn Lập cùng Thạch Xuyên không đang nhắm ngồi tu luyện, khẽ mở hai mắt ra, rồi quay người nhìn nhau, cười một tiếng. Trải qua khoảng thời gian thử nghiệm này, cơ bản đã có thể xác định, tinh hạch trong thể nội của những đầu lân thú kia, hoàn toàn có thể gia tăng lực lượng tinh thần bên trong cơ thể, nhưng nhiều đó còn chưa đủ để kích phát mở ra huyền khiếu. Hàn Lập thở ra một hơi thật dài, rồi mở miệng nói ra. Đúng là như vậy, những ngày qua chúng ta đã nuốt nhiều thú hạch, thế nhưng cũng nhờ vào nó mà sức chịu đựng của chúng ta đối với áp lực thiên địa này rõ ràng đã tăng lên không ít. không nghĩ ra lần này theo lệ huynh đi tích lân không cảnh còn có thể gặp được hoàn cảnh như vậy. nếu có thể ở đây không ngừng săn giết dị thú, nuốt lấy thú hạch thì so với khổ tu ở ngoại giới có vẻ nhanh hơn rất nhiều. thạch xuyên không vừa cười vừa nói chỉ cần nuốt nhiều thú hạch hơn thì khí lực sẽ càng thêm mạnh mẽ. chờ sau này đi tới vùng đất có diện tích lớn hơn thì đến lúc đó có thể dễ dàng ứng phó. Hàn lập gật đầu nói, lệ đạo hiếu, đám lân giáp cửa hạt kia đã đuổi tới rồi, nhìn tốc độ này của bọn chúng, chỉ sợ qua 30 hô hấp là sẽ tới đây. Ngay đúng lúc đó, bỗng nhiên giải đạo nhân lên tiếng nhắc nhở. Đúng là thứ âm hồn bất tán, nếu không phải bọn chúng quá đông, hơn nửa thú hạch không có tác dụng gì, thì chúng nó đã sớm bị chúng ta giết rồi. Thạch xuyên không khẽ gắt giọng, có chút chán ghét nói ra. Không cần để ý tới bọn chúng, chúng ta lập tức lên đường đến vùng đất kế tiếp đi bọn chúng không đuổi kịp đâu. Được rồi, chúng ta cũng lên đường thôi. Hàn lập cười cười nói ra, dứt lời, cả ba người bọn hắn liền một lần nữa cưới ba con phù hành điều kia, chạy như điên giữa dãy núi. Một ngày sáng sớm, cách mấy tháng sau, rìa sa mạc hoang vu có màu nâu đỏ, chợt có một con dị thú màu đen giống như con xài lang có lân giáp màu đen nhưng lại không có lông, đang cắn xé một con cự tích bị thối giữa đã chết nhiều ngày. Bất ngờ hai lỗ tai nó dựng ngược lên, ngẩng đầu cảnh giác, nhìn ra bên ngoài rìa sa mạc hoang vu. Bên ngoài sa mạc hoang vu là một mảnh sương mù mông lung. Chỉ thấy bên trong sương mù, có một cái bóng mở thật lớn không ngừng xuyên qua từng lớp mê trướng, đi về phía bên này. Con lân thú như xài lang thấy vậy, vội lui về phía sau gần trăm trượng, rồi nó lại nghiêng đầu từ chỗ đó nhìn về phía bên này. Um, um bò, o, oh, nương theo tiếng gầm nhẹ trầm thấp vang lên, một con cự quy màu xanh đen cao khoảng chừng hơn 10 trượng, từ trong hắc vụ bơi đến, từ từ bơi vào bờ sa mạc. Chỉ thấy đầu cử quy nhìn giống như đầu một con trâu, mai rùa trên lưng nó thì có đường vân kỳ lạ, phía trên phát ra một tầng ánh sáng hết sức đặc thù, dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, từ đó phản chiếu ra từng luồng ánh sáng màu xanh đậm. Trên lưng cử quy lúc này chợt có ba gã nam tử đang đứng đó, người đứng đầu thân mặc áo xanh, dung mạo bình thường, ở bên cạnh thì có một người mặc bộ áo tím, tóc trắng như tuyết, dung mạo thanh tú bất phàm, so với người vừa rồi đẹp hơn rất nhiều phía sau hai người đó còn có một nam tử mặc trang phục đạo sĩ, vẻ mặt thản nhiên liếc nhìn bốn phía, rồi đảo qua con lân thú như xài lang một cái. Con lân thú thấy vậy, con người co rút lại, liền bỏ lại bộ xác thối kia, quay đầu bỏ chạy. Ba người trên mai rùa này không ai khác chính là Hàn Lập, Thạch Xuyên không cùng giải đạo nhân. Trải qua mấy tháng lặn lội đường xa, cuối cùng bọn hắn cũng thoát khỏi phạm vi hôi lân đảo quần, đi tới vùng đất Hà Cốc này. Trong đoạn đường này mặc dù bọn hắn đã tận lực tránh đi một vài sinh linh có khí thức cường đại, nhưng bọn hắn cũng gặp phải cảnh ngộ bị lân thú có thân hình nhỏ bé tập kích không dưới trăm lần, hơn nửa còn bị dị thú lân giáp to lớn khác tập kích hơn 10 lần. Tuy đại đa số trong đó đều nhờ vào năng lực nổi bật của phù hành điều mà tránh né được, nhưng cũng có vài lần không cách nào tránh né, phải đón đầu lao lên. Trong đó, có hai lần giao chiến mà bọn hắn vất vả nhất, lần thứ nhất là trải qua một phen ác chiến, trận chiến đó bọn hắn đã giết được hai dị thú cừu chư khổng lồ, thu được hai viên thú hạch to bằng nắm đấm trẻ con. Về lần thứ hai thì lại tổn thất nặng nề, cả ba đầu phù hành đều đều bị một đầu lân giáp địa long từ dưới đất chui lên nuốt chừng. Không chỉ khí lực của con súc sinh kia cường hãn vô cùng, mà bản thân nó trời sinh tính hung tàn xảo trá, thấy tình thế không ổn nó liền lập tức đào đất bỏ chạy, cực kỳ khó chơi. Ba người bọn hắn phải cẩn thận đọ sức với nó gần nửa tháng, mới chạy ra khỏi lãnh địa hoạt động của nó, lần đó mới coi như thoát khỏi nguy hiểm. Sau đó ba người bọn hắn lại phải bôn ba hơn một tháng, mới gặp được con dị thú mà Hàn Lập đặt tên là Đạp Không Quy này. Không biết mai rùa của con thú này có gì đặc biệt, vậy mà giống như phù hành điều, có thể miễn dịch được phần nào trọng lực trong thiên địa này, cho dù bên trong khu vực tràn ngập hắc vụ, cũng có thể lơ lửng bơi đi giống như rùa biển bên trong tiên giới. Dựa vào năng lực hư du phù không của con rùa này, mà ba người Hàn Lập mới có thể từ hòn đảo hư không hắc vụ cách xa ngàn trượng kia đi tới mảnh đất này. Ngay lúc này, cả ba người bọn hắn đều im lặng ngồi trên mai rùa, không phải bọn hắn không có gì để nói, mà bởi vì tất cả bọn hắn đang phải thừa nhận áp lực bạo tăng gấp 10 lần từ mảnh đất này mang lại. Dưới cỗ trọng lực đó, Hàn Lập cảm thấy hô hấp có chút không đều, lục phủ ngũ tạng giống như vò thành một cục, trong lỗ tai cũng không ngừng truyền đến từng tiếng ù ù như có như không. Trên người Thạch Xuyên không lúc này đã nổi lên từng mảnh lân giáp, không ngờ y đã hiện ra một phần chân thân của ma tộc để chống cự cỗ áp lực này. Nếu so sánh, thì thân thể khôi lối của giải đạo nhân tuy cũng chịu trọng lực nhưng giác quan so với hai người bọn hắn dễ chịu hơn rất nhiều. Thần thức hàn lập thả ra ngoài dò xét khắp nơi trên mảnh đất này, lực lượng thần thức của hắn bị áp chế càng thêm lợi hại. Bây giờ muốn dò xét động tĩnh trong vòng 7 tám chục dặm cũng có phần gian nan vô cùng. Lúc trước một đường đến đây, bọn hắn vẫn chưa gặp được tù nhân lưu vong còn sống sót, cũng không phát hiện bất kỳ tung tích nào của tử linh. Việc này làm cho nội tâm của hắn có chút không yên. Dù sao trong bí cảnh này so với dự đoán của mình càng lớn hơn không ít, hơn nữa hoàn cảnh nơi này lại ác liệt dị thường, một thân tu vi ở nơi này mơ hồ không có đất dụng võ, chỉ có dựa vào nhục thân cường hãn mới có thể hơn thua với đủ loại dị thú ẩn núp khắp nơi. Tử Linh đã bị nhốt ở đây nhiều năm như vậy, cũng không biết hiện giờ đã như thế nào rồi. Hàn Lập đang tưởng niệm, bỗng nhiên tâm thần khẽ động, đạp không quy dưới người hắn cũng liền tự giác dừng lại. chương 852, Manh Mối, Lệ Huynh, làm sao vậy, chẳng lẽ lại có địch tập kích? thạch xuyên không thấy vậy có chút nghi ngờ hỏi giải đạo nhân cũng rời ánh mắt nhìn về phía hàn lập nhưng không nói gì hàn lập không có trả lời nghi vấn của thạch xuyên không đưa mắt trông về phía xa nhìn về phía một tòa tiểu sơn cách đây vài dặm thạch xuyên không thấy vậy cũng theo ánh mắt hàn lập nhìn tới chỗ đó vẻ nghi hoặc trên mặt càng đậm hơn không đợi thạch xuyên không mở miệng lần nữa hàn lập bỗng nhiên khoát tay mãnh liệt vỗ vỗ mai rùa cự quy phía dưới đạp không quy kia bị thần thức lực khống chế lập tức vượt không lơ lửng lên bốn chân dưới thân khẽ vẫy trong hư không như mái chèo thuyền lướt gấp về phía trước tốc độ mặc dù không bằng phù hành điều nhưng thực sự cũng không chậm đến cách sườn núi nhỏ khoảng trăm trượng hàn lập lập tức từ trên mai rùa nhảy xuống dưới trọng áp không gian nện ầm xuống phía dưới nhưng mà hắn lại không quan tâm gì đến chấn động trong cơ thể và áp lực không gian mang đến cảm giác khó chịu chạy như điên về phía tiểu sơn thạch xuyên không thấy thế trong mắt hồ nghi liếc nhìn sang giải đạo nhân Cả hai một trước một sau nhảy xuống mai rùa, đuổi theo bóng lưng Hàn Lập. Tiểu sơn này cao bất quá trăm trượng, chỗ giữa sườn núi có một cửa động bí mật cao khoảng nửa thân người. Hàn Lập vội vã lao đến trước cửa động, Thạch Xuyên không đuổi theo tới trước một bước, đang muốn mở miệng nói gì đó, liền thấy Hàn Lập khẽ khom lưng chui vào trong động. Gã nhướng mày, vội vàng đi theo. Đợi đến lúc gã cũng chui vào cửa động, đi qua một đoạn thông đạo thấp bé, sau đó liền phát hiện bên trong vậy mà có động thiên khác. Không gian trong huyệt động khá lớn khoảng chừng hai gian phòng ốc bình thường, mái vòm lại cực cao, phía trên mở ra mấy cái đại động để ánh mặt trời lọt vào, chiếu sáng toàn bộ huyệt động. Thạch Xuyên không đưa mắt nhìn qua, liền thấy trên mặt đất huyệt động nằm bốn bộ thi thể cổ quái, Hàn Lập thì ngồi xổm đưa lưng về phía gã, bên cạnh một cỗ thi thể, tựa hồ đang tra xét gì đó. Gã không mở miệng quấy giày, mà đi ra phía trước cẩn thận xem xét. Nhìn qua gã liền phát hiện, bốn bộ thi thể trên mặt đất thì có hai cỗ thực sự không phải là thi thể, mà là hai cỗ tàn hài khôi lỗi không biết chế tạo từ loại tài liệu nào, ngoại hình có mấy phần tương tự với con người, đầu lâu đều đã bị dập nát, lồng ngực cũng bị nắm đấm đánh ra hai cái đại động. Mặt khác, hai cỗ thi thể kia thì cởi trần, bên ngoài thân mọc ra một tầng lân phiến dày đặc màu xám, không biết có phải do chết đã lâu nên hơi nước trên người đã bốc hơi không ít, khô quắt lại nhìn có vẻ dữ tợn. Cái này là, lúc này giải đạo nhân cũng tiến vào sơn động, nhìn quét qua một vòng, không khỏi nghi ngờ nói hẳn đó là những tù nhân lưu vong thạch xuyên không thì thào nói ra thạch huynh có thể nhìn ra chút gì không lúc này hàn lập từ mặt đất đứng lên nắm chặt nắm đấm lại nói ra nơi đây mặc dù có hai cỗ thi thể cùng hai cỗ khôi lỗi bất quá từ thương thế trên người của song phương thì tựa hồ là hai bên công sát nhau tạo thành hẳn là thuộc hai thế lực trận doanh thạch xuyên không suy nghĩ một chút nói ra ngươi nói đại khái giống ta suy đoán sở dĩ bọn hắn ở chỗ này chém giết nhau hơn phân nửa là vì tranh đoạt một người. Thân sắc Hàn Lập có chút ngưng trọng, gật đầu nói. Một người, chẳng lẽ, người nói là, Thạch Xuyên không trầm ngâm một lát, kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, ta tìm được mảnh khăn che mặt còn sót lại của tử linh. Hàn Lập giơ bàn tay lên, mở ra nói. Trong lòng bàn tay hắn nằm một mảnh vải màu đen, chính là tấm khăn che mặt của nữ tử. Lệ Huynh. Người có chắc đây là đồ vật của tử linh đạo hiếu? Thạch Xuyên không có chút trần chờ hỏi. Trên khăn che mặt có vết máu nàng, khí tức này, ta tuyệt không nhận sai, sở dĩ hai phe tù nhân này tranh đấu, hơn phân nửa là vì tranh đoạt nàng, mà nàng hẳn là bị một trong hai thế lực này bắt đi rồi." Thần Sắc Hàn Lập ngưng trọng nói ra, nhìn bộ dáng thi thể này, hẳn là chết lâu rồi, không biết Tử Linh Đạo hữu đến đây lúc nào." Thạch Xuyên không trầm ngâm nói, "Việc này tạm thời không thể đoán được, lúc trước chúng ta đi qua những hòn đảo kia, một đường dò xét tới đây, cũng không phát hiện nàng lưu lại bất luận tung tích gì." một tia khí thức cũng không có, có thể thấy được rất có khả năng nàng không phải tiến vào tích lân không cảnh từ cửa hắc thủy vực kia, có lẽ là từ một cửa khác trong ma vực. Hàn lập thở dài một tiếng, nói ra, cái này rất có khả năng, chẳng qua lúc trước cúc phu nhân đanh đá kia chịu nói hướng đi, đã bán mặt mũi cho tam ca rồi, nội tình bên trong nữa thì nàng lại không chịu thổ lộ. Sớm biết như vậy, lúc trước tiến vào tích lân không cảnh, nên cẩn thận hỏi thăm từ phúc thoáng một chút. Thạch Xuyên không cũng u sầu, nói ra, điểm này, ta đã nghĩ qua, có hỏi thêm nữa cũng vô dụng. Tử Linh nếu thật sự vào tích lân không cảnh từ cánh cửa hắn canh giữ, nếu hắn biết mục đích của chúng ta, còn dám thừa nhận sao? Không chừng, hắn lại giấu giếm không báo, hoặc là dứt khoát vì tự bảo vệ mình mà nói dối, đưa chúng ta tin tức giả mà thôi. Hàn lập lắc đầu, nói ra, cũng may hiện tại cuối cùng đã có một chút manh mối, chúng ta chỉ cần tìm được bất kỳ một thế lực trong hai bên, liền có thể dò thăm được tin tức tử linh đạo hiếu, vậy cũng là một tin tức tốt. Thạch Xuyên không nói ra, Hàn Lập nghe vậy, không nói gì, tử linh bị thương lại để cho hắn có chút bận tâm. Đi thôi, nếu như đã xác định nàng ở trên phiến đại lục này, tìm được nàng cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hàn Lập cất tấm vải che mặt vào trong ngực, mở miệng nói ra. Dứt lời, hắn liền đi nhanh một bước ra ngoài huyệt động. Nửa tháng sau, ba người Hàn Lập đi tới một khu vực dãy núi có địa thế nhấp nhô, đạp không quy chỉ có thể lơ lửng đi sát đất mấy trượng, hầu như không thể nào tiến lên rơi vào đường cùng hàn lập đành phải giải trừ thần thức khống chế để cho nó chạy đi bọn hắn lại bắt đầu bôn ba đi bộ một ngày buổi trưa ba người đi đến một sơn cốc hẹp dài hàn lập đi tuốt ở đằng trước bỗng nhiên hai hàng lông mày khẽ động mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng như thế nào có phát hiện gì thạch xuyên không thấy sắc mặt hàn lập lập tức hỏi hàn lập làm một cái động tác chớ lên tiếng sau đó thân hình khẽ động lướt nhanh về bên trái phía trước Đồng thời phất tay kêu Thạch Xuyên không cùng giải đạo nhân đuổi theo. Ba người nhanh chóng tiến lên, rất nhanh chạy đi hơn 10 dặm, tới một đỉnh núi tiểu sơn, núp sau một tảng đá lớn, nhìn về một khe núi phía trước cách đây mấy chục dặm. Hắn không tiếp tục đến gần, sợ bị những người kia phát hiện ra. Kỳ thật khoảng cách này đã rất nguy hiểm, nhưng vì để Thạch Xuyên không nhìn thấy, không thể không như vậy. Chỉ thấy trong khe núi phía trước nổ mạnh ù ù, bụi mù nổi lên bốn phía, ở đó đang phát sinh một hồi kịch đấu một phương là một đầu quái thú hình hổ to lớn thân dài chừng ba mươi mấy trượng, cao cỡ bảy tám trượng, toàn thân mọc khắp từng khối lân giáp to lớn màu nâu đen lóe ra màu kim loại băng lãnh sáng bóng bốn chân đầy lân phiến cũng trắng kiện kinh người cần hai ba người mới có thể ôm hết bàn chân to lớn trên mặt mọc ra từng đám móng vuốt sắc bén như liêm đao làm cho người nhìn thấy mà khiếp sợ càng kỳ lạ chính là trên sống lưng quái thú cự hổ này thình lình mọc ra chín cây gai xương màu đen phảng phất chín cây cự mâu vô cùng sắc bén thoạt nhìn hung hãn cực kỳ. Còn bên kia là bảy tám nam tử, màu da những người này nâu thấm, làn da có chút thô giáp, nhưng thân hình cao lớn dị thường, so với hàn lập cao hơn hai ba cái đầu, trên người cơ bắp nổi lên, thoạt nhìn khôi ngô cực kỳ. Trên người bọn họ mặc đơn sơ áo giáp xương màu xám, tay cầm đao kiếm màu trắng, thoạt nhìn tựa hồ được chế tạo từ một loại xương thú nào đó. Quái thú cự hổ có thân hình khổng lồ, nhưng động tác lại linh hoạt dị thường, miệng hổ cắn xé, vuốt hổ vồ bắt, đuôi hổ vung vẫy mặt đất bị đánh ra một đám hố to, kích khởi kình phong làm trên vách núi đá phụ cận bị kéo lê từng vết cắt sâu. Tuy quái thú cự hổ linh hoạt, thế nhưng cốt khải trên thân thể các nam tử lóe ra một đám quang điểm, động tác lại càng thêm kinh người, thân hình trực tiếp biến ảo thành từng bóng xám mơ hồ, làm cho toàn bộ công kích của quái thú cự hổ đều thất bại. So với động tác của những người này thì công kích của cự hổ nhìn cực kỳ vụng về. Ánh mắt Hàn Lập chớp động, những quang điểm trên người những cốt khải nam tử chính là hào quang huyền khiếu những người này mở ra huyền khiếu trên người đều không ít người kém nhất cũng mở ra mười mấy huyền khiếu mà đầu lĩnh là một đại hán mặt đen thân hình như kim cương thì trên người dày đặc quang điểm vậy mà nhiều đến năm sáu chục cái hơn nữa vị trí huyền khiếu mở ra trên người kim cương đại hán có chút đặc biệt ngoại trừ vị trí ngược bụng gần nửa huyền khiếu vậy mà mở ra trên cánh tay phải những người này chính là tù phạm bị đẩy vào tích lân không cảnh cuối cùng đã gặp chúng ta có nên ra ngoài gặp bọn họ không thạch xuyên không mừng rỡ nói đám tù nhân này cũng không phải hạng lương thiện gì, tùy tiện đi ra gặp mặt bọn họ cũng không thỏa đáng, vẫn nên xem một chút tình huống rồi hãy nói. Hàn Lập suy nghĩ một chút, nói ra, Thạch Xuyên không nghe vậy ánh mắt lóe lên, lập tức gật đầu nhẹ. Những cốt khải nam tử kia vây cự hổ vào giữa, không ngừng nhảy lên tránh né, có cơ hội liền dùng binh khí xương thú trong tay chém lên người cự hổ. Binh khí xương thú nhìn thì đơn sơ, lại sắc bén dị thường, lần giáp trên người cự hổ cũng không hoàn toàn ngăn được, bị chém ra từng vết thương vừa dài vừa lớn, lần giáp vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe. Thân thể cự hổ bị thương càng ngày càng nhiều, rất nhanh cả người nhuộm đỏ, động tác so với lúc đầu chậm hơn rất nhiều. Nó mấy lần muốn chạy trốn, nhưng bị mấy người vây lại không thoát ra được, trong miệng bắt đầu thở dốc. Giống, trong miệng cự hổ phát ra một tiếng gào thét cuồng nộ, một đôi mắt hổ nổi lên hào quang màu đỏ như máu, giống như hai cái đèn lồng màu đỏ, chín cái xương gai trên lưng rung động lắc lư không thôi, phát ra thanh âm ông ông. Cẩn thận, kiếm lân hổ này muốn ra tuyệt chiêu. Một cốt khải nam tử quát lên nhắc nhở. Tới vừa vặn, trong mắt kim cương đại hán đầu lĩnh hơi híp lại, thân hình hóa thành một dãy khói xanh đến trước người nó. Một thanh cốt kiếm to lớn trong tay hóa thành một đạo bóng trắng sáng lạn, trùng điệp phách trảm lên vai cự hổ. Lập tức vai cự hổ bị chém ra một vết thương ghê rợn sâu vài trượt, lân giáp vỡ vụn, mảng lớn cơ bắp lật ra bên ngoài, máu tươi chảy tràn ra. Cự hổ kêu thảm một tiếng, bỗng nhìn lại hướng kim cương đại hán, trong miệng phát ra một tiếng gào thét kinh thiên, chín xương gai trên lưng run run như cái sảng, sau đó toàn bộ ly thể bắn ra, hóa thành chín đạo huyễn ảnh màu đen, hung hăng bắn về phía Kim Cương Đại Hán. Chương 853, giải đạo nhân bị bắt. Hưu, 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 u u, tiếng giết nổi lên khiến người ta sợ hãi. Đối mặt với chín đạo cốt thứ của cửa hổ gào thét lao tới, Kim Cương Đại Hán sớm đã chuẩn bị, cốt kiếm to rộng trong tay vừa đâm vừa xoắn, trước người đã huyễn hóa ra một mảng lớn kiếm ảnh trắng như tuyết. Chỉ nghe tiếng nổ mạnh kim loại giao kích vang lên liên tiếp, chín cốt thứ đều bị chấn lệch phương hướng, bay vụt về bốn phương tám hướng. Cốt kiếm màu trắng trong tay kim cương đại hán cũng bị chấn bay ra ngoài. Chẳng qua thân hình đại hán không lui về sau mà dưới chân đạp mặt đất mãnh liệt một cái. ầm ầm một tiếng, mặt đất bị đạp đến dạn nứt ra. Theo lực đạp mạnh này, thân hình kim cương đại hán bỗng hóa thành một đoàn tàn ảnh biến mất, sau một khắc vậy mà Lăng không xuất hiện trên đỉnh đầu cự hổ. Đồng thời, quang điểm huyền khiếu trên cánh tay y phát ra ánh sáng rực rỡ, cả đầu cánh tay nổi lên quang mang óng ánh long lanh nhẹ nhẹ, sau đó đột nhiên xuyên xuống, đâm thẳng vào ót quái thú cự hổ. Âm thanh xương vỡ thanh thúy vang lên, cánh tay phải của Kim Cương đại hán như thần binh đánh đầu thắng đó, cứng rắn đâm vào bên trong đầu lâu rắn chắc của quái thú cự hổ, xuyên thẳng đến vai. Quái thú cự hổ phát ra một tiếng giống trời rung đất chuyển, thân hình cực lớn lắc lư vài cái cuối cùng chống đỡ hết nổi ngã trên mặt đất. Nhìn thấy biến hóa liên tiếp của trận đấu này, đồng tử Hàn Lập hơi co rụt lại, sắc mặt Thạch Xuyên không cũng khẽ biến, cả hai liếc nhau một cái, đều nhìn thấy một tia khiếp sợ trong mắt đối phương. Thực lực quái thú cự hổ kia rất mạnh, nếu hai người bọn họ chống lại, tuy tự nghĩ cũng có thể thắng, nhưng tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhõm như kim cương đại hán kia. Bên trong khe núi, những người khác nhìn thấy quái thú cự hổ ngã xuống, tiếng hoan hô nổi lên. Kim cương đại hán không để ý đến những người khác, rút cánh tay ra, phía trên dính đầy những thứ màu đỏ trắng. Cánh tay y khẽ động, thứ đỏ trắng phía trên đều bị chấn bay, mở bàn tay ra, lòng bàn tay nắm một viên tinh hạch màu trắng lớn chừng quả đấm, phát ra từng trận bạch quang sáng ngời. Kim cương đại hán nhìn tinh hạch màu trắng, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, sau đó cất vào một cái túi nhỏ ra thú bên hông. Binh qua huyền công của thần đại ca càng ngày càng lợi hại, ngay cả kiếm lân hổ cũng có thể một kích giết chết xem ra không cần bao lâu ngài đã có thể tích góp đủ điểm công tích đoạt được tứ tinh minh bài đến lúc đó mong rằng thần đại ca chiếu cố chúng ta nhiều hơn một thanh niên nam tử trên mặt mang theo hình xăm sừng trâu cầm bạch cốt đại kiếm của kim cương đại hán trở lại hai tay đưa lên lấy lòng cười nói những người khác bên cạnh cũng đi lượm chín cốt thứ bắn ra mang về nhao nhao nịnh nọt yên tâm đi chỉ cần các ngươi đi theo thần dương ta dốc sức thật tốt cho ta chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu các ngươi Kim cương đại hán tiếp nhận bạch cốt đại kiếm, cười ha ha nói. Những người khác nghe vậy lập tức cúi đầu khom lưng, liên tục nói lời cảm tạ. Tốt rồi, các người nhanh chóng chia tách kiếm lân hổ này, lấy ra tinh cốt có thể dùng, sau đó trở về cứ điểm đi, săn bắn hôm nay liền dừng ở đây. Thần Dương nhẹ nhàng khoát tay nói ra, thần đại ca, người thì sao? Thanh niên hình xăm khẽ giật mình hỏi, ta còn có chút chuyện cần phải xử lý một lát, các người không cần phải xen vào. Khóe miệng thần Dương hơi vỉnh lên, quay đầu nhìn về phía ba người hàn lập ẩn núp bị phát hiện rồi đi mau hàn lập biến sắc bỗng nhiên quay người dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy về phía xa thạch xuyên không và giải đạo nhân lập tức theo sát phía sau ba người hóa thành ba đạo lưu quang chạy về phía sâu trong một mảnh sơn mạch trước mặt chỗ đó địa hình phức tạp coi như thần dương kia muốn đuổi theo chỉ sợ cũng phải có chút cố kỵ về phần con đạp không quy kia tuy có dị năng đằng không bay lên nhưng tốc độ quá chậm lúc này cũng không rảnh để ý tới thần dương hừ lạnh một tiếng thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh mau chóng đuổi về phía ba người hàn lập trong nháy mắt liền biến mất ở xa xa những người khác trong khe núi thấy cảnh này đều không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng bọn họ cũng không theo sau tiến lên dùng binh khí trong tay chia cắt kiếm lân hổ rất nhanh lấy ra bốn đoạn xương cốt lóe lên bạch quang nhàn nhạt thanh niên hình xăm kia lấy ra một cái tay nải lớn xách bốn đoạn xương cốt và chín cốt mâu đặt vào trong đó sau đó mấy người rời khỏi khe núi theo một hướng khác trong sơn mạch, ba người Hàn Lập vô cùng linh hoạt chạy xuyên thẳng qua, khi thì leo lên, khi thì nhảy lên, nhanh chóng trốn chạy về phía trước. Chẳng qua Thần Dương sau lưng lại nhanh hơn nhiều so với ba người, khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng rút ngắn. 30 dặm, 20 dặm, 10 dặm, cũng không lâu lắm, khoảng cách song phương đã rút ngắn đến vài dặm. Xem ra chạy không thoát rồi. Thần thức Hàn Lập cảm giác được Thần Dương nhanh chóng tới gần nhưng lại không kinh hoàng. Hắn và Thạch Xuyên không trao đổi ánh mắt một chút thân hình đột nhiên dừng lại tại một mảnh đất trống trong núi. Hai người vừa dừng lại không bao lâu, một đạo bóng xám liền bay vụt tới, lóe lên đã rơi trước cách hai người không xa, hiện ra thân ảnh thần dương. Chạy à, sao không chạy tiếp đi? Thần dương nhìn hai người, trong mắt mang theo thần sắc trêu tức kiểu mèo vần chuột. Vị đạo hữu này, chúng ta vô tình nhìn thấy các người chiến đấu. Chẳng qua là do nghe được thanh âm các người đánh nhau cho nên mới tới đây nhìn qua, cũng không có ác ý. Hàn lập chắp tay nói hai oát con khôi thành, trước khi nói dối tốt xấu gì cũng nên thu khôi lỗi này lại. Các ngươi đã tới cửa chịu chết, vậy thì nộp mạng đi. Thần Dương liếc giải đạo nhân một cái, khóe miệng lộ ra một tia cười độc ác. Còn chưa dứt lời, thân thể y bay nhào đến như diều giấy, tay phải vẫy vào hư không một cái. Ầm ầm, không khí bên trong phương viên hơn 10 trượng sao động kịch liệt, hình thành từng đạo khí lưu màu trắng mắt thường có thể thấy được, cuồn cuộn như sóng dữ, phát ra thanh âm nổ đùng chói tai những khí lưu màu trắng này cuồn cuộn, trong nháy mắt ngưng tụ ra một cự trưởng màu trắng lớn khoảng vài chục trượng, chảo xuống phía ba người Hàn Lập. Tuy trong lòng Hàn Lập có chút nghi hoặc với lời nói của thần Dương, nhưng cự trưởng màu trắng đã rơi xuống, không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Ngoài thân hắn lập tức sáng lên 36 điểm quang mang, một quyền hung ác phóng tới nghênh đón cự trưởng màu trắng. Trong tay Thạch Xuyên không cũng lóe lên hắc quang, nhiều thêm chuôi trường đao màu đen, một đao vung lên. Trường đao lập tức hóa thành một đạo đao ảnh mài đen mơ hồ, phát ra tiếng giết nhọn chói tai. Phanh phanh hai tiếng nổ mạnh, bên trên cự trưởng màu trắng bị đánh ra một cái động lớn cùng một vết chém dài khác, hơn phân nửa cự trưởng nổ tung ra, nhưng vẫn có non nửa ngoan cường giữ lại, một phát bắt được thân thể giải đạo nhân, sau đó lui về bên cạnh thần dương nhanh như thiểm điện. Lúc này giải đạo nhân không hề chống trả, dễ dàng bị bắt lấy, ngược lại khiến thần dương kinh ngạc một chút. Nét mặt hàn lập biến sắc, thân hình nhoáng một cái phi tới, lập tức lướt ngang đến bên người thần dương, song quyền như độc long xuất động, đánh mạnh về hướng lồng ngực thần dương. Thân hình thạch xuyên không cũng bay vút tới, cùng tiếng gió, cả người y đã đến bên kia thân thể thần dương, trường đao màu đen trong tay mơ hồ một cái, đánh xuống vai gã, nhanh như tia chớp. Hai người một trái một phải, quyền phong đao khí xé rách không khí bên cạnh thành một mảnh sóng khí dài hẹp, tuôn ra như sóng giữ kích động. Thần dương đối mặt hai người hợp kích, sắc mặt không chút thay đổi. Hai cái cánh tay như thiểm điện vung ra, tay trái nghênh đón song quyền từ Hàn Lập, tay phải quét về phía Hắc Đao Thạch Xuyên Không. Hai cỗ man lực ngập trời tuôn ra từ trên hai tay gã, xoay quanh giao nhau, sóng khí Hàn Lập và Thạch Xuyên Không mạnh mẽ đánh ra lập tức bị đảo qua quét sạch. Cánh tay trái Thần Dương va chạm cùng chỗ với song quyền của Hàn Lập phát ra một thanh âm như sấm rền. Song quyền Hàn Lập nóng lên, lập tức nóng rát đau đớn, xương cốt song quyền dường như muốn nứt ra đồng thời một cỗ man lực cuồng bạo từ đối diện điên cuồng tuôn tới, chấn động thân thể hắn bay ra ngoài. Cùng lúc đó, trên cánh tay phải thần dương lóe lên quang mang huyền khiếu, cả đầu cánh tay phải hiện ra một tầng bảo quang óng ánh, thoạt nhìn giống như giống một thanh tuyệt thế thần binh. Cánh tay phải của gã vung lên, va chạm với trường đao màu đen của thạch xuyên không. Giặc giặc một tiếng vang nhỏ, trường đao màu đen dễ dàng bị chém thành hai đoạn, vết chém nhẵn bóng vô cùng. Thạch xuyên không kinh hãi, chuôi trường đao màu đen này là một kiện ma khí nhập phẩm, sử dụng chất liệu luyện chế vô cùng tốt tính chất cũng cực kỳ cứng rắn tuy hiện giờ không cách nào thúc giục đao này nhưng uy lực vẫn cực lớn không ngờ lại dễ dàng bị chém đứt như vậy mà cánh tay phải thần dương cũng không dừng lại từ trái chém qua phải hóa thành một đạo bóng trắng chém thẳng đến ngực thạch xuyên không nhanh như tia chớp thạch xuyên không hét lớn một tiếng chân đạp mạnh lên mặt đất mượn sức bắn ngược về sau đồng thời giữa ngực và bụng hiện ra bốn người mấy quang điểm ngân sắc bên ngoài thân lập tức hiện ra một màng ngân sắc óng ánh dày đặc bảo vệ toàn thân. Màng óng ánh này đúng là chân cực chi mô, khác với hình thái chân nhẫn của Hàn Lập, phía trên hiện ra hình dáng gai nhọn, thoạt nhìn vô cùng sắc bén. Thần Dương nhìn như không thấy màng gai óng ánh trên người Thạch Xuyên không, cánh tay phải đột nhiên nhanh hơn, hung ác đâm vào trước ngực Thạch Xuyên không. Sạc sạc một tiếng, màng gai nhím óng ánh giống như giấy bình thường, dễ dàng bị xé nứt ra những gai nhọn kia đứt gãy nứt vỡ ra nhưng cũng không thể làm cánh tay thần dương bị thương chút nào. Ngay sau đó, phanh một tiếng vang thật lớn, thân thể thạch xuyên không cũng bị đánh bay ra ngoài, nặng nề đập vào một chỗ trên vách núi đá, tạo ra một cái hố to. Chân cực chi mô trước ngực y bị chém ra một vết sách thật dài, trên ngực càng xuất hiện một vết thương sâu tới xương, máu tươi tuôn ra ảo ảo. Thạch xuyên không chờ mình đứng lên, điểm thương thế ấy với y cũng không coi vào đâu, chẳng qua là trong mắt y lộ ra vài phần kinh hãi, Nhất thời không dám tiến lên tấn công tiếp. Sắc mặt Hàn Lập cũng trầm xuống, mặc dù hắn không tiếp xúc với cánh tay phải thần dị kia của Thần Dương nhưng lực lượng của đối phương lớn kinh người, uy lực một quyền như núi lửa phun trào, chấn động toàn thân hắn run lên, lúc này trong đầu còn có một chút cảm giác choáng váng. Thần Dương đánh lui hai người, nhưng không truy kích mà liếc nhìn đoạn đao màu đen trong tay Thạch Xuyên Không, lại nhìn giải đạo nhân bên cạnh, cuối cùng ánh mắt rơi vào vết máu dính trên tay phải. Y đưa tới dưới mũi nhẹ nhàng ngửi hai cái trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Mà Hàn lập lướt nhìn giải đạo nhân bên cạnh thần dương, trên người giải đạo nhân tựa hồ bị thần dương hạ cấm chế gì đó, lúc này nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt lé lên, mặc kệ thần dương lợi hại thế nào, bất kể ra sao, hắn không thể không cứu giải đạo nhân. Hàn lập nắm hai tay, trong cơ thể vang lên một trận tí tách, 36 huyền khiếu giữa ngực và bụng tỏa sáng hào quang. Đồng thời, ngoài thân hắn hiện ra một tầng kim quang, một đạo hư ảnh kim sắc cử viên hiện ra, lập tức dung nhập vào trong cơ thể. Trên da hàn lập dài da lông khỉ dày đặc màu vàng, thân thể cũng nhanh chóng bành trướng, trong nháy mắt đã hóa thành một kim sắc cử viên lớn chừng mấy trượng. Khí kình cuồng bạo bộc phát từ trên người cử viên khiến cho không khí xung quanh hắn liên tiếp nổ vang. chương 854, không đánh nhau thì không quen biết. Lệ đạo hữu người đây là, thạch xuyên không nhìn thấy biến hóa của hàn lập, muốn nói lại thôi mà đuôi lông mày thần dương cũng nhảy lên một cái, khóe miệng tươi cười lộ ra một tia tán thưởng, ngón tay ngoắc một cái về phía hàn lập. Gào, trong mắt kim sắc cử viên hiện lên vẻ sắc lạnh, gầm lên một tiếng, hai nắm đấm đại phóng kim quang, sau đó đột nhiên trở nên mơ hồ, trong hư không đánh ra liên tiếp. Kim sắc quyền ảnh dày đặc như mưa nhao nhao phóng tới, giống như sao trổi quét tới thần dương, những nơi đi qua hư không nổ đi đùng. Thần dương thấy vậy, chỉ lắc đầu cười cười, tay trái như quạt bồ hương vỗ vào hư không phía trước kim sắc quyền ảnh dày đặc đã đến trước người gã, dường như gặp phải bức tường kín không cách nào vượt qua, đình trệ tại chỗ đó. Lập tức một cỗ chấn động vô hình hiện lên, tất cả kim sắc quyền ảnh đều bạo liệt ra, hóa thành sóng khí cuồn cuộn cuốn lư không mấy trăm trượng bên cạnh vào, làm hư không chấn động ông ông không thôi. Nhưng mà kim sắc cử viên lại biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, sau lưng thần dương lóe lên kim ảnh, thân ảnh kim sắc cử viên quỷ mị hiển hiện ra, hai nắm đấm kim sắc lớn như ma bản hung hăng đánh vào hậu tâm thần dương. Đuôi lông mày Thần Dương nhảy lên, phản ứng cũng cực nhanh, thân thể quay tít một vòng, bảo quang bắn ra bốn phía cánh tay phải hất lên, quét về phía hai nắm đấm cự viên. Nhưng Huyền Khiếu giữa ngực và bụng kim sắc cự viên chợt lóe lên quang mang, trong thân hình khổng lồ vang lên tiếng ken két, bỗng nhiên rút nhỏ gấp mấy lần, hóa thành như thường nhân, đồng thời mãnh liệt ngồi xổm xuống phía dưới. Lần này biến hóa cực kỳ đột ngột, thân hình khổng lồ của kim sắc cự viên liền thu nhỏ lại hầu như ngay lập tức. Thần Dương cũng không ngờ đến điểm này cánh tay phải lập tức đánh vào hư không, tiếp theo thân thể cũng không khỏi lắc lư một cái. Hàn lập nhân cơ hội này, nhún mình phóng lên như một con khỉ, cực kỳ nhanh nhẹn, vọt qua khuỷu tay của thần dương thoát ra, nhào tới bên cạnh giải đạo nhân, rồi dùng một tay ôm lấy y. Tiểu tử dám trêu đùa ta, muốn chết, thần dương thấy vậy, trong mắt hiện ra một tia tức giận, chỉ nhoáng một cái liền ổn định thân hình, hai cánh tay lại như thiểm điện vươn ra. Ừ, xe tiếng nổ vang vang lên, hai cánh tay của gã bỗng nhiên biến dài gấp bội, lập tức xuất hiện bên hông Hàn Lập, một chảo vô cùng sắc bén hạ xuống. Từng đạo chỉ mang màu trắng từ đầu ngón tay gã bộc phát ra, chỉ mang trên năm ngón tay phải của thần dương càng thêm chói mắt, những nơi đi qua hư không bị kéo lên năm đạo rung động mắt thường có thể thấy được. Không gian bên trong tích lân không cảnh vốn bị lực áp bách thật lớn, khiến cho không gian rắn chắc vô cùng, hơn xa bên ngoài, muốn dung chuyển cực kỳ khó khăn. Nhưng tay phải thần dương có thể kéo lê làm không gian rung động thì cực kỳ không đơn giản. Lúc này đây, quanh người Hàn Lập cũng nổi lên một tầng chân cực chi mô, nhưng dưới móng vuốt của thần dương đánh đầu thắng đó lại như thùng rỗng kêu to, chỉ nghe xoẹt một tiếng, đơn giản liền bị xuyên thủng. Nhưng vào thời khắc này, trên thân Hàn Lập đột nhiên tỏa ra tất cả sắc quang mang, thiên long, chân phượng, thanh loan, huyền vũ. Bảy tám hư ảnh chân linh hiển hiện ra, bên ngoài thân hắn cũng hiện ra bảy tám tầng quang mang, chợt hiện không thôi. Mười ngón tay thần dương chộp vào bên hông Hàn Lập, liền cảm thấy làn da đối phương run lên, lập tức trở nên trắng nõn vô cùng, mười ngón vô cùng sắc bén lại trượt qua phía trên. Thân thể hàn lập uốn éo, từ mười ngón tay thần dương chạy ra ngoài, lập tức bay ra ngoài hơn 10 trường. Sau đó quay người lại, cảnh giác nhìn lại thần dương phía sau. Lúc này tất cả sắc quang mang bên ngoài thân hắn đã biến mất vô tung, thân thể cũng khôi phục trạng thái hình người, sắc mặt hơi trắng bệch. Kinh chập thập nhị biến vốn vận dụng linh lực hòa với lực lượng khí huyết đồng thời vận chuyển, mới có thể thi triển thần thông này. Hiện tại hắn không cách nào vận dụng tiên linh lực, chỉ có thể cưỡng ép thúc dục khí huyết trong cơ thể, thì triển ra biến hóa kinh chập, tiêu hao khá lớn. Thần Dương thì đứng nguyên tại chỗ, vậy mà không có đuổi theo, con mắt nhìn Hàn Lập từ trên xuống dưới, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Lệ đạo Hiếu, không sao chứ? Thạch Xuyên không phi thân lướt ngang đến bên cạnh Hàn Lập, trong mắt hiện lên một chút xấu hổ. Hắn dựa vào Hoàng Thất Ma tộc, tài nguyên vô cùng, đã thông bốn mươi mấy huyền khiếu, vượt qua Hàn Lập nhưng ý chí chiến đấu so với hàn lập còn kém quá xa không sao hàn lập đưa tay sờ lên hông trên bàn tay lập tức là một mảnh huyết hồng lúc này bên hông của hắn hiện ra năm miệng vết thương do ngũ trưởng gây ra máu tươi ùn ùn phun ra đúng là vẫn bị thần dương gây thương tích không thể tưởng được những kẻ tù tội này lại lợi hại như thế chúng ta làm sao bây giờ nếu không được ta liền vận dụng át chủ bài của tam ca trực tiếp giết chết người này thạch xuyên không truyền âm nói trong mắt lóe lên hung quang Hàn Lập nghe vậy đuôi lông mày khẽ động, hắn cũng có luyện thần thuật là át chủ bài chưa dùng, ngược lại cũng không phải sợ thần dương này. Hai người các ngươi là người mới vừa từ bên ngoài vào hả? Thần dương chợt mở miệng hỏi, quang mang huyền khiếu trên người nhanh chóng ảm đạm xuống, rất nhanh triệt để biến mất, dường như không muốn tiếp tục giao thủ nữa. Hai người Hàn Lập thấy vậy, ánh mắt đều lóe lên. Không sai, chúng ta vừa mới bị người dạ dương vương chiều đưa vào tích lân không cảnh, các hạ là ai? Vì sao lại công kích chúng ta? trong nội tâm hàn lập khẽ động trầm giọng hỏi quả là thế đây vốn là chuyện hiểu lầm vừa rồi ta thấy các ngươi lạ mặt lại dẫn theo khôi lối liền nghĩ đám các ngươi là người khôi thành nên mới động thủ với các ngươi thần sắc thần dương thoáng dừng một chút nói ra hàn lập cùng thạch xuyên không nghe vậy liếc nhìn nhau nhưng cũng không buông lỏng cảnh giác nhị vị không cần lo lắng các ngươi đã là người mới tới chúng ta cũng không phải là địch nhân thần dương vừa cười vừa nói hình như có ý hóa thù thành bạn nếu là chuyện hiểu lầm, hai người chúng ta cũng không phải người tính toán chi ly, chuyện mới vừa rồi bỏ qua đi. Hàn Lập cùng Thạch Xuyên không truyền âm trao đổi một chút, chắp tay nói ra. Thật vất vả gặp được tù phạm trong tích lân không cảnh, hắn cũng không muốn đả sanh đả tử, có thể hóa giải ân oán là tốt nhất. Tại Hạ Thần Dương, không biết cao tính đại danh nhị vị đạo hữu là gì. Thần Dương cũng chắp tay trả lễ, hỏi, lệ phi vũ, thạch không, hai người Hàn Lập báo tính danh, thạch xuyên không bởi vì nguyên nhân thân phận, nên báo một cái tên giả. Nguyên lai là lệ đạo hiếu cùng thạch đạo hiếu, hạnh ngộ. Chúng ta có thể nói là không đánh nhau thì không quen biết. hặc hặc. Thần dương cười to nói, mấy người thông báo tính danh với nhau. Nguyên bản không khí khẩn trương trở nên hòa hoãn hơn. Thần đạo hiếu, không biết khôi thành mà ngươi vừa nói là địa phương nào? Hàn lập chuyển chủ đề, hỏi việc này nói rất dài dòng, nói ngắn gọn, người sống sót chúng ta trong tích lân không cảnh chia làm hai thế lực lớn. Ta còn có những người mà các ngươi vừa mới thấy kia đều thuộc về huyền thành mà khôi thành thì đại biểu cho một cỗ thế lực khác quan hệ giữa hai thế lực không được tốt cho lắm cho nên ta vừa mới thấy liền ra tay với các ngươi thần dương mỉm cười giải thích thì ra là thế hàn lập nghe vậy như có điều suy nghĩ gật đầu nhẹ huyền thành khôi thành hai danh tự này dường như có chút ý vị a à. đuôi lông mày thạch xuyên không nhảy lên hỏi thạch đạo hữu nói không sai nhị vị chắc hẳn cũng phát hiện trong tích lân không cảnh bất luận ma khí, hay là nguyên lực khác, đều không thể sử dụng. Muốn ở nơi đây đối kháng với các loại lân thú, chỉ có thể tu luyện luyện thể thuật, hoặc là mượn nhờ lực lượng khôi lỗi. Huyền thành chúng ta sở trường luyện thể thuật, mà khôi thành bên kia, danh như ý nghĩa, thì giỏi về điều khiển khôi lỗi. Thần Dương vừa cười vừa nói, nguyên lai là như vậy, Thạch Xuyên không giật mình gật đầu, hoàn cảnh bên trong tích lân không cảnh ác liệt, ngoại trừ lân thú bên ngoài, cũng không thiếu những thứ nguy hiểm khác, ít người thì rất khó sống sót, nhị vị có hứng thú gia nhập Huyền Thành chúng ta không? Ta xem trên người các ngươi đều mở ra không ít huyền khiếu, đều tu luyện luyện thể thuật, gia nhập Huyền Thành rất phù hợp." Thần Dương vậy mà phát ra lời mời chào, "Gia nhập Huyền Thành." Hàn Lập nghe vậy, trong nội tâm mừng thầm, hắn biết tình huống bên trong Tích Lân không cảnh phức tạp, đang lo lắng làm thế nào tiến vào Huyền Thành hoặc là Khôi Thành, tìm hiểu tung tích Tử Linh, không thể tưởng được vừa mới ngủ gật đã có người đưa gối kê đầu. Mặc dù trong lòng của hắn vui mừng trên mặt lại không thay đổi chút nào, làm ra bộ dạng suy nghĩ, đồng thời âm thầm hướng ánh mắt về phía Thạch Xuyên không. Hai người chúng ta mới đến, thần đạo hữu có thể giới thiệu cho chúng ta một chút tình huống huyền thành không? Thạch Xuyên không hơi trầm ngâm, từ chối cho ý kiến hỏi. Huyền thành chính như lời ta vừa mới nói, chính là dùng tu luyện luyện thể thuật làm chủ, thành chủ chính là ách quái đại nhân, luyện thể thuật của lão nhân gia người đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao, mở ra hơn một nghìn huyền khiếu. Nhờ có ách quái đại nhân che chở, những người chúng ta mới có thể bình yên sinh tồn trong tích lân không cảnh. Thần Dương nhắc đến ác quái, trên mặt lộ ra thần sắc ngưỡng mộ. Hơn một nghìn huyền khiếu, Hàn Lập nghe vậy, hít sâu một hơi, Thạch Xuyên không cũng biến sắc, trong nội tâm kinh ngạc so với Hàn Lập càng lớn hơn. Thể tu tu luyện khó khăn vô cùng, người trong thánh vực vốn thân thể trời sinh có ưu thế rất lớn, các loại tài nguyên cũng vô cùng phong phú. Dù vậy, người có thể mở ra 800 huyền khiếu chỉ đếm được trên đầu ngón tay, về phần mở ra trên một ngàn huyền khiếu gã chưa từng nghe nói qua hắc hắc ách quái đại nhân kỳ tài ngút trời cả đời chúng ta chỉ sợ cũng vô pháp đạt đến một nửa thành tựu như lão nhân ra ngài bất quá ta thấy nhị vị đạo hiếu trên phương diện thể tu đều bất phàm trước mắt tạo nghệ đã sâu gia nhập huyền thành sẽ còn tiếp tục phát triển cao hơn thần dương nhìn thấy phản ứng của hai người cười nhạt một tiếng nói ra việc này quá lớn thần đạo hiếu có thể để chúng ta cân nhắc một chút không hàn lập cúi đầu suy nghĩ một chút nhưng không đáp ứng liền trong nội tâm hàn lập kỳ quái ngẩng đầu nhìn lại sắc mặt liền giật mình chỉ thấy lúc này thần dương đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời thần sắc ngưng trọng hàn lập theo ánh mắt thần dương quan sát ánh mắt lóe lên một cái nguyên bản bầu trời trong sáng lúc này chẳng biết lúc nào trở nên hơi lờ mờ có loại cảm giác mây đen răng đầy thần đạo hữu bầu trời có vấn đề gì không thạch xuyên không cũng nhìn thấy dị biến trên bầu trời nói ra chuyện gì xảy ra năm nay sao lại tới sớm như vậy? thần dương không để ý đến câu hỏi của thạch xuyên không, thì thào tự nói: thần đạo hiếu, người không sao chứ? Hàn lập nói lớn lên: cái gì? thân thể thần dương hơi chấn động, lúc này mới hồi phục lại tinh thần. Hàn lập nhìn thấy bộ dạng thần dương nhíu mày, nói câu hỏi lại một lần nữa. đương nhiên có thể, nhị vị cứ từ từ cân nhắc. bất quá nơi đây không nên ở lâu, các ngươi nên cùng chúng ta rời khỏi nơi đây cho thỏa đáng. thần sắc thần dương bất định nói. Dường như có chút lo lắng. Thần Đạo Hữu nói vậy là có ý gì? Hắc vân trên bầu trời có vấn đề gì không? Thạch Xuyên không nhíu mày hỏi. Chương 855, gia nhập Huyền Thành. Đó không phải là mây đen bình thường mà là điểm báo thiên tai bí phong đặc thù của Tích Lân Không Cảnh, năm nào cũng có, chỉ là không ngờ năm nay lại đến sớm như vậy. Sức mạnh của con người khó có thể chống lại được gió này, ta và vài người hảo hữu có một cứ điểm dưới mặt đất ở gần đây, mau đến đó để tránh đi." Thần Vương vội vàng nói. Bí Phong, vừa nghe được lời này, sắc mặt Thạch Xuyên không khẽ động. Thạch Đạo Hiếu, người đã nghe nói đến Bí Phong chưa? Tâm niệm Hàn Lập khẽ động hỏi. Ta từng thấy một bản cổ tịch ghi chép về loại Bí Phong này trong tàng thư thất của Tam Ca, nhưng ghi chép không được tỉ mỉ lắm, chỉ biết rằng đó là một cơn bão vô cùng lợi hại. Xem bộ dạng của thần Dương thì không thể khinh thường được. Thạch Xuyên không truyền âm trả lời. Nếu vậy thì làm phiền thần đạo hữu rồi. Trong lòng Hàn Lập khẽ động nói với thần Dương. Không cần phải khách khí, chúng ta đều là người bị giả dương vương triều lưu đầy đến đây vốn dĩ phải giúp đỡ lẫn nhau hai vị mau theo ta thần dương chỉ cười nhạt một tiếng rồi cất bước tiến lên thần đạo hiếu phiền ngươi phá giải cấm chế bộ khôi lỗi giúp ta đột nhiên hàn lập mở lời rồi đưa giải đạo trong tay tới a à, chút nữa là ta quên chuyện này thần dương vỗ đầu một cái lấy ngón tay điểm vào chỗ khớp xương khuỷu tay của giải đạo nhân rồi rút ra một kim châm kim châm dài vài tấc mỏng như lông tóc mơ hồ có thể nhìn thấy từng đường vân vô cùng nhỏ bé nằm trên đó, thoạt nhìn có chút thần kỳ. Hàn lập quan sát kim châm này, ánh mắt lộ vẻ hiếu kỳ. Đây là long tu châm được tạo ra từ cao nhân trong huyền thành, chuyên dùng để đối phó các loại khôi lỗi. Thần Dương giải thích, tay thì không ngừng rút từng kim châm khắp các khớp xương trên toàn cơ thể của giải đạo nhân ra. Thì ra là vậy, Hàn lập chậm rãi gật đầu, thần Dương rút chín cây kim châm từ trên người giải đạo nhân ra. Giải đạo nhân hoạt động thân thể một chút rồi lập tức đứng lên. Thần Dương thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Thần đạo Hữu làm sao vậy? Hàn lập hỏi, khôi lỗi bị long tu châm giam cầm, sau khi rút kim châm ra phải trải qua một khoảng thời gian điều chỉnh, mới có thể từ từ khôi phục lại. Khôi lỗi của lệ đạo hiếu rất bất phàm, vừa rút long tu châm ra thì có thể lập tức hoạt động rồi. Thần Dương dò xét trên dưới người giải đạo nhân nói ra. Chắc là do bị phong ấn trong khoảng thời gian không lâu. Hàn Lập mơ hồ suy đoán, nào đi thôi, thần dương không tiếp tục nói về đề tài này nữa, cất kim châm vào rồi nói một tiếng, quay người bước nhanh về phía trước. Ba người Hàn Lập đi theo sau, khoảng một giờ sau, một nhóm bốn người đã tới một sơn cốc. Sơn cốc này là một vùng trũng thấp, ba mặt núi vây quanh, ẩn nấp ở một nơi rất khó tìm thấy. Ngay lúc này, những đám mây đen đã tụ dày đặc trên bầu trời, sâu trong mây đen mơ hồ thấy những tia chớp dài hẹp màu đen không ngừng bắn ra. Lúc này, từng đợt cuồng phong đã bắt đầu xuất hiện, gió gào thét ảo ảo ngay trước mặt, vang lên từng tiếng ô ô ô. Mặc dù sức gió không nhỏ, nhưng đối với bọn người hàn lập thì không là gì. Chỉ có điều trong cơn cuồng phong mang theo từng trận hàn khí lạnh thấu xương, phô thiên cái địa, đâm thẳng vào tim phổi. Đi ngược gió một hồi lâu, sắc mặt ai nấy đều khó coi. May mắn thay, lúc này bọn họ cũng đã tới nơi. Thần Dương dẫn ba người hàn lập đến trước vách núi nơi sâu nhất của Sơn Cốc, nơi đó có một tảng đá màu xám nằm kế bên vách núi. Thần Dương đưa tay đẩy tảng đá ra để lộ ra một sơn động tối om, sâu không thấy đáy, được bao phủ một màu đen lan tràn tới dưới lòng đất. Thần Đại Ca, cuối cùng ngươi cũng đã về, bọn họ là ai vậy? Một nam tử tóc đỏ, mặc áo giáp xương cốt từ trong động chui ra, mặt lộ vẻ cảnh giác nhìn qua ba người hàn lập. Hai người này là lệ đạo hiếu và thạch đạo hiếu, bọn họ vừa bị lưu đày đến đây, lúc nãy bí phong trật nổi lên nên ta dẫn bọn hắn đến đây để lẩn trốn. Thần Dương nói ra, hóa ra là vậy, hân hạnh gặp được ba vị đạo hiếu, mau vào đây tránh đi, chắc bây giờ bí phong sắp đến gần rồi, bí phong thực sự đáng sợ hơn bây giờ gấp 10 lần. Nam tử tóc đỏ khẽ gật đầu mỉm cười với ba người Hàn Lập rồi nhường đường đi cho họ. Gấp 10 lần, trong lòng Hàn Lập kinh sợ, bí phong bây giờ đã khiến hắn có cảm giác khó chịu rồi. Uy lực tăng thêm 10 lần, chỉ sợ lúc đó hắn không cách nào sử dụng tu vi, trong ba khắc dù không chết cũng mất nửa cái mạng. Trong lòng hắn nghĩ vậy, theo thần dương tiến vào sơn động. Vừa bước vào sơn động, cuồng phong lập tức biến mất nhưng loại khí thức âm hàn vẫn còn, được vách núi ngăn lại nên giảm đi không ít so với bên ngoài. Phương bái, đóng kín cửa vào, người cũng không nên đứng ở đây trông giữ, cùng nhau đi xuống dưới đi. Nếu bị hàn khí bí phong xâm nhập vào cơ thể thì khó mà loại trừ được. Thần dương nói với nam tử tóc đỏ, vâng, trong mắt nam tử tóc đỏ hiện lên một chút cảm động, sau đó đóng kín cửa lại. Chứng kiến cảnh này, trong lòng hàn lập khẽ động thần dương không ở lại lâu mà dẫn ba người hàn lập đi sâu vào trong động mọi người đi dọc theo con đường quanh co khúc khuỷu của sơn động thoạt nhìn giống như nó hình thành một cách tự nhiên sau đó được người sửa chữa lại rất nhanh ba người đã đi xuống dưới được trăm trượng nhưng ở phía trước lại không có chút dấu hiệu đến điểm cuối nhưng mà khí âm hàn ở đây đã giảm khiến mọi người hít thở nhẹ nhàng hơn đa tạ thần đạo hữu đã mời chúng ta tới đây hàn lập và thạch xuyên không chắp tay nói cảm ơn nếu không nhận được lời mời của thần Dương E là bây giờ hắn và Thạch Xuyên không đã gặp nguy hiểm rồi. Ta từng nói chúng ta đều là tù phạm bị lưu đày, cần phải giúp đỡ lẫn nhau, lệ đạo hữu không cần khách khí như vậy. Thần Dương đỉnh đạc vẫy tay, cười nói. Hàn Lập nghe vậy cười một tiếng không nói gì nữa. Sau một khắc, cuối cùng bốn người cũng đi đến cuối sơn động. Nơi đây rõ ràng là một huyệt động khá lớn khoảng mười mấy trượng. Mặt đất bằng phẳng, ở giữa có một cái bàn lớn hình bầu dục, bên cạnh có bảy tám cái ghế đá, ở bốn vách tường huyệt động được đào ra từng gian thạch thất đơn sơ. Lúc này, trong huyệt động không có ai, cửa thạch thất lại được đóng chặt xem ra mọi người đã vào trong rồi. Lệ đạo hiếu, thạch đạo hiếu, bí phong này kéo dài liên tục khoảng một tháng mới hết. Hai vị đạo hiếu nghỉ ngơi ở đây một chút đi, sẵn tiện cũng cân nhắc việc gia nhập huyền thành luôn. Thần Dương nói ra, tốt, Hàn Lập và Thạch Xuyên không khẽ gật đầu. Lúc này, trong thạch thất đều có người nên hai người không vào trong mà ở ngoài huyệt động tìm một chỗ nào đó ngồi xuống. Thần Dương nhìn hai người một chút, gã cũng không vào mật thất mà tìm một chỗ khác ở huyệt động ngồi xuống. Mặc dù huyệt động cách mặt đất một khoảng sâu nhưng ba người vẫn nghe được tiếng gió gào thét bên ngoài, mặt đất cũng rung nhẹ, nham thạch dưới chân không ngừng chấn động. Nóc sơn động cũng run rẩy, đá vụn ra sức rơi xuống. Ầm ầm ầm, tiếng va đập cực lớn vang lên bên tai không ngớt, dường như toàn bộ đại lục này không thể nào chịu được sự tàn phá dữ dội của bí phong, bắt đầu run rẩy. Hàn Lập nghe động tĩnh bên ngoài, thầm kinh hãi. Mấy tháng này, hắn và Thạch Xuyên không ở trong tích lân không cảnh, mặc dù bị một vài lân thú tấn công nhưng đều xử lý gọn gàng. Đối với tin đồn tích lân không cảnh nguy hiểm, trong lòng cảm thấy không đúng cho lắm, nhưng bây giờ nghe động tĩnh bên ngoài mới chắc chắn tin. Lệ đạo hiếu, chúng ta cứ như vậy gia nhập huyền thành. Thạch Xuyên không nhích lại gần, truyền âm hỏi, người cảm thấy thế nào? Hàn Lập suy nghĩ rồi truyền âm hỏi lại, bên trong tích lân không cảnh rất nguy hiểm, xem ra còn vượt xa dự tính của chúng ta, với việc tìm kiếm không mục tiêu như giờ thì có lẽ gia nhập huyền thành là một con đường sán lạn nhưng nghe thần dương nói huyền thành và khôi thành đối địch nếu chúng ta gia nhập huyền thành mà lại không tìm thấy tử linh ở đây lúc đó muốn qua khôi thành tìm tử linh e là rất khó thạch xuyên không truyền âm nói ra tuy là vậy trước mắt chúng ta ở tích lân không cảnh giữa huyền thành và khôi thành chỉ có thể chọn một với tình hình trước mắt xem ra gia nhập huyền thành dường như có lợi hơn hàn lập truyền âm trả lời chuyện này cũng đúng nếu lệ đạo hữu đã quyết định vậy, thạch mỗ cũng không nói nữa. Thật sự ta cũng rất tò mò về huyền thành, rất muốn đi xem để mở mang kiến thức. Thạch xuyên không cười nói, a à, trong mắt hàn lập hiện lên vẻ kinh ngạc, vừa nghe thần dương nói, ách quái đại nhân thành chủ huyền thành đã thông hơn một nghìn huyền khiếu, nhất định bên trong huyền thành nắm giữ rất nhiều công pháp tu luyện huyền khiếu. Những công pháp này chính là bảo vật vô giá, e rằng kho vũ khí của hoàng gia dạ dương vương triều cũng không có nhiều công pháp tu luyện huyền khiếu như vậy. Nếu như đạt được, không những thực lực của chúng ta được tăng cường mà ngày sau ra ngoài cũng rất có lợi cho việc đoạt vị của Tam ca. Ánh mắt Thạch Xuyên không lóe sáng. Hàn Lập nghe vậy, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Mặc dù hắn chưa mở miệng nói ra nhưng lựa chọn gia nhập Huyền Thành cũng vì những công pháp thể tu này. Thần Dương kia đánh đầu thắng đó, khiến Hàn Lập vô cùng ngưỡng mộ và cũng nhận ra sức mạnh của việc tu thể. Về việc luyện thể, hắn có chút thiên phú nhưng khổ nỗi không có công pháp luyện thể thích hợp nên không cách nào tu luyện nhục thân tịnh tiến được. Thạch Xuyên không và Hàn Lập cùng nhau thảo luận về việc lợi và hại khi gia nhập huyền thành, nhanh chóng cùng nhau thương lượng thỏa đáng. Thương nghị xong, Hàn Lập liền đứng lên, đi tới hướng thần dương. Lệ đạo hiểu, thần dương sớm đã chú ý động tính của hai người Hàn Lập, thấy hắn tới lập tức đứng lên chào đón. Thần đạo hiểu, ta và thạch đạo hiểu đã trao đổi, quyết định sẽ gia nhập huyền thành, nhưng trước khi gia nhập, ta muốn hỏi thăm một vài chuyện. Hàn Lập trịnh trọng nói, mời lệ đạo hữu nói. Thần Dương nghe vậy, vui vẻ nói ra, tại hạ muốn biết, gia nhập huyền thành có cần phải bỏ ra đại giới hay là tuân theo khế ước quy củ nào không? Hàn Lập hỏi, hóa ra đạo hữu lo lắng về chuyện này, về việc này ngươi cứ yên tâm, mục đích ách quái đại nhân thành lập huyền thành là vì muốn bảo vệ đồng đội, cũng chỉ có một chuyện là khi vào huyền thành tuyệt đối không được phản bội thôi. Thần sắc thần dương nghiêm nghị nói ra, thì ra là vậy, lệ mỗ đã rõ, trong lòng Hàn Lập thả lỏng, trịnh trọng gật đầu. Ngoài ra, lệ mỗ còn có một chuyện muốn hỏi thăm. Hắn lập tức nói thêm, mời nói, thần sắc thần dương khẽ giật mình, gật đầu lần nữa. Lệ mỗ có một người bạn, tên là Tử Linh, là một nữ tu, khoảng mấy chục năm trước cũng bị đưa vào tích lân không cảnh, không biết thần đạo hữu có từng nghe nói đến chưa. Hàn lập dõi theo ánh mắt thần dương, hỏi, Tử Linh, ta chưa từng nghe qua người này, nghe được lời này, thần dương cân nhắc rồi lắc đầu nói. Hàn lập nghe vậy, trong lòng trầm xuống, lệ đạo hữu không nên nản trí, huyền thành chúng ta không chỉ có một tòa thành trì. Ngoài chủ thành ra còn có mấy tiểu thành phụ thuộc, thần mỗ chính là người của thanh dương thành phụ thuộc, bên trong tích lân không cảnh không có cách nào sử dụng trận bàn đưa tin, tin tức giữa các tòa thành trì vốn không linh thông, có khả năng vị bằng hữu kia ở các thành trì khác. Thần dương gãi đầu, an ủi, mươi 856, đánh không lại thì chạy. Nguyên lai là như vậy, đa tạ thần đạo hữu chỉ điểm ta cùng thạch đạo hữu nguyện ý gia nhập huyền thành kính xin thần đạo hữu dẫn tiến trong nội tâm hàn lập hơi an tâm chắp tay nói với thần dương thạch xuyên không cũng đi tới chắp tay hành lễ tốt kể từ hôm nay nhị vị đạo hữu là huynh đệ của huyền thành chúng ta rồi đợi thiên tai bí phong này trôi qua thần mỗ lập tức mang nhị vị đến thanh dương thành thần dương đại hỉ nói gấp lúc này nam tử tóc đỏ kia cũng đi đến huyền động tiến lên chào nói hoan nghênh nhị vị đạo hữu gia nhập huyền thành ta việc này xong bầu không khí giữa mấy người hài hòa hơn rất nhiều tùy ý bắt chuyện một hồi bất quá bên ngoài tiếng gió vẫn gào thét kinh người lại có từng trận âm hàn chi lực thẩm thấu vào mấy người rất nhanh không còn hào hứng nói chuyện nữa đều tự tìm chỗ ngồi xuống chuẩn bị vận công chống cự hàn khí cũng may đã có mặt đất ngăn trở hàn khí truyền vào cũng không mãnh liệt đối với thân thể huyền tu của hàn lập cũng không đáng lo hàn đạo hữu hàn lập vừa mới tìm được một chỗ đất chống ngồi xuống thanh âm giải đạo nhân liên vang lên trong đầu hàn lập. Giải đạo hiểu, người vừa mới bị thần dương kia dùng long tu châm phong bế thân thể, không có trở ngại gì chứ. Ánh mắt hàn lập sáng ngời, nhìn thoáng qua giải đạo nhân ngồi xếp bằng cách đó không xa, truyền âm câu thông hỏi. Từ lúc bị long tu châm phong bế thân thể, giải đạo nhân một mực không nói gì, hắn truyền âm trao đổi, nhưng giải đạo nhân không có trả lời, làm cho trong lòng hắn có chút lo lắng. Giờ phút này giải đạo nhân chủ động liên hệ với hắn, lại để cho hắn ngoài mừng rỡ còn có chút kinh ngạc không sao những kim châm kia ngược lại là kích thích trí nhớ của ta làm cho ta nhớ tới một ít chuyện thanh âm giải đạo nhân vang lên nhẹ nhẹ a à, là về thích lân không cảnh hả trong nội tâm hàn lập khẽ động có chút đúng cũng có chút không phải lần này nhớ lại được nhiều chuyện nhưng rất pha tạp ta sửa sang lại hồi lâu mới tìm ra một điểm đầu mối giải đạo nhân từ chối cho ý kiến nói a à, cụ thể là chuyện gì hàn lập lập tức truy vấn đại đa số là cái tên tiêu giao cung nằm sâu trong tích lân không cảnh, còn có tên hai người, một người là ách quái, một người khác tên là sa tâm. Giải đạo nhân nói ra, ách quái, người này là là thành chủ huyền thành, người và hắn có quan hệ. Hàn lập chấn động, không biết, chỉ nhớ quá mức mơ hồ, chẳng qua là nhớ lại tên hai người kia, về chuyện khác thì hoàn toàn không biết gì cả. Thanh âm giải đạo nhân tràn đầy vẻ giàu dĩ, người cũng đừng quá để trong lòng, chờ đến huyền thành, ta sẽ nghĩ biện pháp điều tra thoáng một chút những người mà ngươi vừa mới nói kia. Hàn lập nói ra, ngoại trừ những thứ này, ta vẫn còn nhớ lại những thứ khác, khả năng có chút trợ giúp với ngươi. Tinh thần giải đạo nhân hơi chấn động, lập tức nhìn về phía Hàn lập, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. A, à, là vật gì? Đuôi lông mày Hàn lập nhếch lên. Giải đạo nhân không nói gì, sau một lúc lâu chậm rãi đứng dậy, đi tới bên cạnh Hàn lập, bấm tay điểm một cái vào mi tâm Hàn lập, một đạo kim quang từ đầu ngón tay gã bay ra dung nhập vào trong đầu Hàn Lập, sau đó âm ầm nổ tung, hóa thành vô số chữ nhỏ màu vàng. Con mắt Hàn Lập mở trừng mãnh liệt, trong mắt lộ ra vẻ đại hỉ, lập tức nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi xuống. Những chữ nhỏ màu vàng kia rõ ràng là một thiên công pháp luyện thể, tên là Vũ Hóa Phi Thăng Công, trong môn công pháp này ẩn chứa 18 huyền khiếu, hơn nữa những huyền khiếu này lại phân bố trên hai chân. Tu luyện đại thành không những được tăng cường thân thể chi lực, càng có thể tăng thân pháp lên tới cảnh giới không thể tưởng tượng nổi thậm chí có thể chỉ dựa vào thân thể chi lực lăng không hư độ, thoáng như hóa mây phi thăng. Tất cả tâm thần của Hàn Lập đều bị những chữ nhỏ màu vàng kia hấp dẫn, không có nhàn rỗi, trọn vẹn qua thời gian một bữa cơm mới mở to mắt ra. Giải đạo hiểu, đa tạ, môn công pháp này ta rất cần đấy. Hắn cố nén hưng phấn trong lòng, truyền âm cảm ơn. Tuy hắn không biết nhiều về công pháp luyện thể, nhưng cũng có thể cảm giác được vũ hóa phi thăng công tuy mở ra huyền khiếu không nhiều, nhưng nếu có thể luyện thành, lực lượng trên hai chân tăng lên không nhỏ đối với tình huống hôm nay không thể nào phi hành hiệu quả tự nhiên là vừa đúng lúc đánh không lại thì bỏ chạy a à. vậy trước người thử tu luyện một chút a à. giải đạo nhân gật gật đầu khoanh chân ngồi xuống bên cạnh không để ý tới hàn lập nữa hàn lập chậm rãi hô hấp rất nhanh bình tĩnh nỗi lòng bắt tay vào tu luyện vũ hóa phi thăng công công pháp này giống với đại chu thiên tinh nguyên công mượn tinh thần chi lực rèn luyện thân thể về sau mở ra huyền khiếu bên trong tích lân không cảnh có tinh thần chi lực nồng đậm tu luyện công pháp này đúng là phù hợp hiện tại tuy rằng thân hắn ở trong lòng đất không cách nào tiếp dẫn tinh thần chi lực nhưng dọc theo đường này hắn nuốt vào không ít thú hạch lân thú bên trong ẩn chứa nhiều tinh thần chi lực giờ phút này đều tồn chữ trong người chỉ việc tuyên truyền hàn lập suy nghĩ cẩn thận vũ hóa phi thăng công từ đầu tới cuối một lần xác nhận không sai mới chậm rãi vận chuyển công pháp này âm một phát trong cơ thể hắn tồn chữ tinh thần chi lực toàn bộ thuyên chuyển lên, dung nhập vào trong một chỗ huyền khiếu trên chân hắn. Chỗ huyền khiếu kia tham lam hấp thu tinh thần chi lực, một cảm giác tê dại cực độ từ chân lan tràn ra, khoan khoái dễ chịu làm cho hắn thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Mà chỗ huyền khiếu kia không ngừng hấp thu tinh thần, dục dịch, phảng phất há mũi miệng ra giống như hô hấp, chậm rãi mở ra. Thời gian trôi qua từng chút, trong nháy mắt đã qua hơn nửa tháng. Hàn lập lẳng lặng khoanh chân ngồi đó, không hề động đậy, trên bàn chân hắn giờ phút này hiện ra một điểm tinh quang, chấp động không thôi, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Hắn bỗng nhiên mở to mắt, chỗ huyền khiếu trên bàn chân phát ra một thanh âm như vỡ vụn, tản mát ra tinh quang sáng ngời mãnh liệt gấp bội so với trước. Trải qua hơn nửa tháng khổ tu, chỗ huyền khiếu này rốt cuộc triệt để quán thông. Ánh mắt hàn lập lộ ra vẻ hưng phấn, lập tức đột nhiên nhớ tới cái gì, dương mắt nhìn lại chung quanh. Giờ phút này đám người thần dương đều tiến nhập vào trong thạch thất tu luyện, bên ngoài chỉ còn lại có ba người hắn, thạch xuyên không và giải đạo nhân. Thạch Xuyên không ở phía xa đang khoanh chân nhắm mắt, tựa hồ cũng đang tu luyện, cũng không chú ý tới động tĩnh của hắn bên này. Hàn Lập thầm thở nhẹ ra, tản đi tinh quang huyền khiếu trên bắp chân, mặt lộ vẻ do dự, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Căn cứ ghi chép trên Vũ Hóa Phi Thăng công, muốn mở ra những huyền khiếu này vô cùng khó khăn, cần tiêu phí đại lượng thời gian, dùng công phu mài nước chậm rãi rèn luyện huyền khiếu mới có thể mở nó ra. Tuy rằng hắn nuốt không ít thú hạch, trong cơ thể tồn trữ rất nhiều tinh thần chi lực, rất có ích đối với tu luyện công pháp này nhưng chỉ mười mấy ngày liền đả thông một chỗ huyền khiếu cũng quá nhanh đi hàn lập âm thầm suy đoán nguyên nhân rất nhanh lắc đầu không hao tâm tốn sức suy nghĩ nữa quản nguyên nhân gì có thể nhanh tu thành tự nhiên là chuyện tốt hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ yên lặng nghe động tĩnh bên ngoài giờ phút này bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng gió gào thét bí phong kia hiển nhiên vẫn còn tàn sát bừa bãi âm hàn chi khí vẫn quanh quẩn trong động huyệt so với lúc đầu lại nồng đậm hơn một chút Bất quá tăng cường cũng không nhiều. Thời gian qua Hàn Lập đắm chìm trong tu luyện, toàn lực vận chuyển khí huyết chi lực toàn thân, cho nên không cảm giác được. Hắn nhìn Thạch Xuyên không cùng giải đạo nhân một cái, hai người cũng không bị hàn khí này ảnh hưởng, trong nội tâm hơi an tâm, rất nhanh tiếp tục nhắm mắt, tu luyện huyền khiếu tiếp theo. Trong nháy mắt, lại 7, 8 ngày nữa trôi qua, Hàn Lập chậm rãi mở mắt, trong miệng phun ra một ngụm chọc khí. Tinh thần chi lực tồn trữ trong cơ thể hắn, giờ phút này đã tiêu hao không còn không có tinh thần chi lực, tu luyện đương nhiên không thể nào tăng lên được. Hơn nửa giờ phút này bí phong gào thét đã bắt đầu yếu bớt, đặc biệt là hàn khí ẩn chứa trong gió đã tiêu tán vô tung. Đám người thần dương cũng đi từ trong thạch thất ra, chuẩn bị xuất phát. Những người khác có chút hiếu kỳ với hai người mới gia nhập là Hàn Lập cùng Thạch Xuyên không, hỏi thăm một chút tình huống bên ngoài, rất nhanh liền tiếp nhận hai người. Một đoàn người rất nhanh rời động quật dưới mặt đất, đi vào bên trong sơn cốc. Bên ngoài vẫn như cú cuồng phong gào thét, cát bụi đầy trời, tuy hàn khí rét thấu xương đã biến mất, nhưng sức gió vẫn như sóng giữ làm thân thể mấy người lay động. Phía ngoài sơn cốc giờ phút này thay đổi thành bộ dáng khác, mặt đất hung hăng bị cầy lên một tầng, khe rãnh mấp mô, một mảnh hỗn độn, sơn phong phụ cận cũng thấp hơn một đoạn, hiển nhiên là bị bí phong cứng rắn cắt đứt. Hàn Lập chứng kiến tình cảnh trước mắt, cảm thấy thất kinh với uy lực của bí phong. Tài ương bí phong xem như đã qua, chúng ta liền lên đường A. Thần Dương nhìn bầu trời, gật đầu nói thần đạo hiếu vì sao chúng ta không đợi thêm mấy ngày chờ sức gió triệt để tiêu tán rồi hãy xuất phát hàn lập có chút không hiểu hỏi lệ đạo hiếu người có chỗ không biết mặc dù bí phong này là thiên tai nhưng cũng có chút chỗ tốt mỗi lần bí phong quét qua đều có không ít lân thú chậm chạp tránh không kịp cứng rắn ngã chết cống chúng ta cần nhanh chóng đi tìm nếu để muộn những lân thú bị chết kia sẽ bị lân thú khác thôn phệ lúc đó không tới phiên chúng ta nhặt đức tiện nghi này thần dương cười nói thì ra là thế có câu trong hỏa có phúc, đúng là không sai. Hàn lập giật mình gật đầu, đồng dạng cười to. Lần này chúng ta phải hảo hảo kiếm một khoản. Thạch xuyên không xoa xoa đôi bàn tay, có chút không thể chờ đợi được, nói ra. Thần dương không nói thêm gì nữa, vung tay lên, mấy người tiến nhập vào trong cắt bụi đầy trời, rất nhanh biến mất vô tung. Mặt trời treo trên không, phía trên xa mạc thanh âm bão cát vẫn gào thét. Một đội ngũ săn bắn trở về, khó khăn đi tới phía trước trong gió cát đầy trời, vài đầu cự thú xanh xám thân hình to lớn toàn thân mọc đầy lân giáp đi phía trước mở đường ước chừng mười mấy nam tử cao lớn hành tẩu chính giữa cự thú trên mặt mỗi người bọn họ đều bao lấy một tầng khăn che mặt thật dày một mực bao cả cái cổ vào nhưng vẫn có thể cảm nhận được cát đá bị cuồng phong cuốn lấy đánh vào trên mặt làm cảm giác thô giáp dưới không gian trọng áp cát bụi lại trở nên uy lực mười phần làm mỗi bước đi của bọn họ có chút khó khăn đi ở chính giữa đội ngũ là một nam tử áo xanh nhìn xuyên thấu qua khe hở giữa cự thú mí mắt nhìn tới phía trước chỉ cảm thấy xa xa một mảnh cát vàng mênh mông ở chỗ sâu trong đó tựa hồ còn có một âm ảnh to lớn thần dương đạo hiếu còn bao lâu nữa mới đến thanh dương thành nam tử áo xanh quay đầu nhìn thoáng qua gã kim cương đại hán bên cạnh thanh âm ngưng tụ mở miệng hỏi không còn xa nữa phía trước là tới rồi trên mặt kim cương đại hán bọc lấy vải bông thật dày thấy không rõ cảm xúc nhưng trong lời nói ngữ khí lại lộ ra vẻ vui sướng hiển nhiên là sắp đến rồi xem như đến rồi Lệ Huynh, người yên tâm đi, vào trong thành sẽ có biện pháp dò thăm tin tức tử linh đạo hiếu. Dù sao một đại mỹ nhân như vậy, chỉ cần có người thấy, hẳn là đã gặp qua là sẽ không quên được. Một gã nam tử tóc trắng khác mang theo vài phần ngữ khí trêu chọc nói ra. Hy vọng như lời ngươi nói, hai mắt nam tử áo xanh nhìn thâm sâu phía trước, nói như thế. Đoàn người này không phải ai khác, chính là hàn lập cùng đám người thần dương từ hoang dã một đường phản hồi. chương 857, Thanh Dương Thành, Hàn Lập cùng Thạch Xuyên không tùy ý nói chuyện với nhau vài câu, sau đó không nhiều lời nữa, im lặng theo đội ngũ đi về phía trước. Lại một đường tiến về phía trước thêm mấy trăm trượng, thanh âm bão cắt dần dần giảm bớt vài phần, bóng mờ to lớn trong bão cắt phía trước cũng bắt đầu hiện ra rõ ràng, đó là hai tòa sơn phong màu đen đứng gần nhau, cao ngất ngàn trượng. Trên hai ngọn núi, đá nổi lên sắc như dao, bên ngoài gồ ghề, khắp nơi đều bị phong thực nên lủng lỗ chỗ. Hàn Lập đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy giữa hai tòa sơn phong có một hạp cốc to lớn, mà ở trong hạp cốc lại tu kiến một tòa thành màu đen cao mấy trăm trượng. Thành trì này có kiểu dáng thô kịch, phía trên có ba mái vòm to lớn, chính hai bên tường thành là con đường cưỡi ngựa, xung quanh còn lại là tường thành màu đen cao rộng, chắc nịch. Đoàn người Hàn Lập tiến vào hạp cốc, báo cắt hầu như bị sơn phong cùng tòa thành ngăn trở, lúc này xem như giảm đi nhiều. Đi tới ngoài cửa thành, thần dương tháo vải bông che mặt xuống, phủi toàn bộ cát bụi trên người, rồi đi tới một tòa thạch đài ngoài cửa thành, nâng lên một trường vỗ mạnh xuống chuông lớn đồng xanh treo trên tường thành. Con, một tiếng chuông hùng hậu xa xưa vang lên, cổng tò vào phía trên tường thành bỗng nhiên mở ra một khe hở, bên trong lộ ra mấy đạo nhân ảnh đang nhìn ra bên ngoài, có thanh âm hô lên là thần dương đội trưởng trở về, mau mở cửa. Một tiếng này truyền ra, bên trong tường thành vang lên thanh âm ầm ầm, nương theo đó là từng đợt thanh âm cơ quan chuyển động vang lên, hai cánh cửa thành màu đen nặng vô cùng chậm rãi mở vào phía trong. Lệ huynh, Thạch huynh, đi thôi. Thần Dương quay lại nhìn bọn Hàn lập, cười nói. Đội ngũ chậm rãi tiến vào tòa thành, cửa đá sau lưng lập tức đóng lại. Hàn lập đi vào trong tòa thành, liền phát hiện tình huống bên trong không quá giống với suy nghĩ của hắn. Diện tích trong tòa thành khá lớn, chừng mấy trăm trượng. Trên vách tường cứ cách mấy trượng lại treo một cái chậu than to lớn. Bên trong không biết chứa dầu đốt dị thú gì. Lúc đốt lên không có khói khí, mà có một mùi tanh nhàn nhạt tràn ngập khắp nơi. Phần lớn không gian trong tòa thành bị các loại cơ quan bánh răng chiếm cứ, ở chính giữa, ba cây cột đá to lớn được dựng thẳng đứng, phía trên là ba cầu thang đá lượn hình xoắn ốc, phân biệt chia thành ba cái lô cốt trên tường thành. Số lượng người lui tới bên trong thành không ít, mỗi người đều đang bận rộn, đám thủ hạ của Thần Dương thì dắt các loại dị thú đi về phía bên phải tòa thành. Đám người Hàn Lập đứng trong đại sảnh, rất nhanh có hai nam tử ma tộc mặc trường bào đỏ thẫm đi tới, mỗi người một tay bưng lấy một quyển sách thật dày một tay cầm một cây bút lông chu sa. Thần Dương tựa hồ mười phần quen biết với hai người này, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, chủ động đi lên ninh đón. Thần Dương đội trưởng, thoạt nhìn lần này thu hoạch tương đối khá ha. Một tên nam tử mặt tròn mi tâm mũi kiếm, cười nói. Nhờ phúc hai vị điển lục quan, lần này may mắn không có tay không trở về. Thần Dương cười nói, một gã điển lục quan khác tai dài mặt chữ điền, thần tình trên mặt có chút lạnh nhạt, lạnh lùng đánh giá thoáng một chút ba người hàn lập, mở miệng hỏi ba người bọn hắn là thuận dân hay là hàng dân bọn họ là khách nhân ta vừa mới mời về cũng muốn gia nhập thanh dương thành chúng ta đấy về phần là loại nào chờ ta gặp mặt thành chủ đại nhân rồi hãy nói sắc mặt thần dương khẽ biến có chút lúng túng nói ra dựa theo quy củ chuyện đầu tiên sau khi vào thành là nên kiểm tra đẳng cấp thần dương đội trưởng làm như vậy sợ có chút không đúng a à. điển lục quan mặt chữ điển nhướng mày nói ra gã điển lục quan kia thấy thế vội vàng đi tới Lôi kéo ống tay áo đồng bọn, nói ra: "Chẳng lẽ Thần Dương đội trưởng mà ngươi còn lo lắng sao? Hắn là một trong đội trưởng đi săn mà thành chủ coi trọng nhất đấy." Hắn nói đợi gặp mặt thành chủ rồi sẽ kiểm tra, cũng không phải nói không làm, đợi một chút cũng không sao. Điền Lục Quan mặt chữ điền nghe Điền Lục Quan mặt tròn nói nhấn mạnh ba chữ coi trọng nhất, hiển nhiên là cố ý nhắc nhở gã, nên cũng không tiếp tục kiên trì nữa. "Đã thế, vậy chậm một chút cũng không sao." Điền Lục Quan mặt chữ điền nói ra: vậy thì đa tạ hai vị điển lục quan rồi lần này săn bắn được chút ít mang về còn phải phiền nhị vị kiểm kê điểm tâm ý nho nhỏ này kính xin hai vị nhận lấy thần dương lộ ra một vòng vui vẻ cảm kích nói ra trong khi nói chuyện bàn tay gã lấy hai viên thú hạch từ trong người giấu ở trong tay áo đưa tới tên điển lục quan mặt tròn kia vừa cười nói được rồi người quá khách khí vừa bất động thanh sắc tiếp lấy lát nữa ta còn phải đi gặp mặt thành chủ trước an bài các ngươi nghỉ ngơi một chút đợi bọn họ rời đi thần dương mới quay người về hướng bọn hàn lập bên này cười nói vừa rồi hai vị kia là lông mày hàn lập co lại hỏi bọn họ là hai vị điển lục quan trong thanh dương thành chịu trách nhiệm ghi chép thu hoạch của các đội săn bắn cùng đăng ký thành dân mới vào thành thần dương liếc qua bóng lưng hai người kia đáp bọn hắn nói thuận dân cùng hàng dân đó là cái gì hàn lập tiếp tục hỏi nhĩ lực của lệ huynh đúng là xuất chúng thuận dân cùng hàng dân là hai đẳng cấp được phân chia trong thành Thuận dân có địa vị cao hơn, có thể gia nhập đội thủ thành hoặc đội săn bắn, đạt được nhiều tài nguyên hơn. Hàng dân thì địa vị thấp hơn một bậc, chỉ có thể làm tạp dịch, hưởng thụ tài nguyên cũng ít hơn rất nhiều. Thần Dương giải thích, vị điền lục quan kia nói xác định và đánh giá là dùng để phân chia đẳng cấp A. Hàn Lập gật gật đầu, lại hỏi, ha ha, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Thần Dương cởi mở cười một tiếng, nói ra, dứt lời, gã liền dẫn đầu đi trước một bước, dẫn ba người Hàn Lập đi tới tòa thành bên trái hai người Hàn lập cùng Thạch xuyên không liếc nhau một cái chậm rãi đi theo dựa theo quy củ Thanh Dương Thành người mới vào thành nhất định phải được kiểm tra và đánh giá xác định rõ đẳng cấp và ghi chép vào danh sách sau đó mới căn cứ đẳng cấp không đồng nhất tiến hành phân phối an bài bất quá thực lực của các người ta tận mắt chứng kiến cho nên muốn báo cáo một tiếng với thành chủ trực tiếp đưa bọn ngươi vào dưới chúng ta ta nghĩ các ngươi cũng không nguyện ý tách ra a à. Thần Dương vừa đi vừa nói như vậy chẳng phải là sẽ phá hư quy củ trong thành thạch xuyên không nhướng mày hỏi quy củ là chết con người là sống sau khi được đánh giá những điển lục quan kia lại theo trình tự thông thường phân bọn ngươi cho đội săn bắn khác ta chẳng phải tổn thất quá lớn sao bất quá về sau có xác định và đánh giá hay không việc này còn phải xin chỉ thị của thành chủ đại nhân thần dương khoát tay áo nói ra việc này thì cũng không sao hàn lập lắc đầu nói ra lệ huynh yên tâm dùng thực lực của các ngươi ta xem không bao lâu các ngươi liền có thể trở thành đội trưởng đội săn bắn mới, đến lúc đó cũng đừng quên ta tiến cử A, à, ha ha. Thần Dương nhìn thật sâu hàn lập một cái, cười nói. Trong khi nói chuyện, bốn người xuyên qua ba cổng vòm bằng đá, đi tới trước một động phủ có cổng tròn mở vào trong thân núi. Hàn lập quét mắt qua một cái, phát hiện nguyên lai thanh dương thành này là mở ra từ trong thân của hai ngọn núi. Đối diện cổng tròn trong động là một tượng đá hình người cao hơn 10 trượng, thoạt nhìn ngoại hình có mấy phần tương tự với nhân tộc, bên ngoài cơ thể không có lông cánh hoặc là lân giác, chẳng qua là khuôn mặt mười phần mơ hồ, làm cho người nhìn không rõ lắm. pho tượng này chẳng lẽ là tượng của thành chủ trong miệng ngươi nói? hàn lập nghi ngờ hỏi. cái này thì lệ huynh đoán sai rồi. pho tượng này có niên đại cực xa, thậm chí so với thanh dương thành này còn muốn lâu hơn. bức tượng kia rốt cuộc là người phương nào? ngay cả thành chủ thanh dương thành chúng ta cũng không biết, chỉ sợ ngoại trừ thành chủ huyền thành ách quái đại nhân bên ngoài, thì không còn bao nhiêu người biết rõ lai lịch nữa a. À. Thần Dương dừng bước lại nhìn thoáng qua pho tượng kia, thuận miệng nói ra. Không sao, ta cũng chỉ tùy tiện hỏi thôi. Hàn Lập nói ra, ngọn núi bên trái Thanh Dương Thành này phân làm bốn tầng, vị trí tầng chúng ta đang đứng là trúc luyện tầng, là nơi chế tạo tất cả áo giáp, binh khí, cùng các loại thú đan trong thành. Đại bộ phận áo giáp binh khí cùng đan dược luyện chế ra đều thuộc sở hữu một mình thành chủ đấy, tùy hắn trưởng quản phân phối sử dụng. Chỉ có một số ít lưu chuyển ra ngoài, số lượng cửa hàng giao dịch trong thành cũng không nhiều lắm. Thần Dương giảng giải, còn lại là đâu? Thạch Xuyên không liếc lên trên đỉnh đầu, lại hỏi. "Phía trên là tầng 2, là nơi hàng dân cư trú sinh hoạt, tầng 3 là chỗ thuận dân cư trú sinh hoạt, tầng cao nhất là phủ đệ thành chủ đại nhân." "Đợi lát nữa các người trước đi phủ đệ của ta nghỉ ngơi, ta phải đi gặp thành chủ một chút." Thần Dương tiếp tục nói. "Vậy thì làm phiền rồi." Hàn lập lập tức ôm quyền cười nói. "Về sau, Thần Dương liền dẫn ba người đi dạo một vòng tầng dưới cùng sau đó liền từ một chỗ cầu thang hình đinh ốc đi một đường tới tầng thứ ba tầng ba rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều người cũng ít hơn hai tầng phía dưới nhưng có một thông đạo rộng rãi kéo dài ra ngoài ven đường có thể thấy được cửa vào từng tòa động phủ đã khai mở động phủ thần dương nằm ở giữa thông đạo diện tích trong phủ không nhỏ thuộc loại tốt so với các động phủ còn lại đám người hàn lập theo thần dương đi vào trong phủ lập tức có một nữ ba nam tiến lên nghinh đón cung kính hành lễ trong bốn người Nam tử đều bận trang phục nô bộc, chỉ có nữ tử kia thì quần áo có chút bất đồng, tuy màu sắc chỉ đơn điệu màu nâu xanh, nhưng cắt may mười phần vừa vặn, làm lộ ra dáng người uyển chuyển. Bất quá có chút không được hoàn mỹ chính là, dung mạo nàng này chỉ bình thường, cũng không có xuất chúng. Bọn hắn coi như là hàng dân, bất quá xem như tài sản riêng của ta, lệ huynh các ngươi nếu có hứng thú, không ngại vui đùa cùng tỷ nữ này một chút, phải biết rằng ở chỗ này, nữ nhân chính là tài nguyên khan hiếm, có thể độc chiếm một nàng cũng không dễ dàng ánh mắt thần dương không kiêng nể gì quét qua trên người cô gái một hồi trắng trợn nói ra lặn lội đường xa ta cũng không có lòng dạ nào vẫn là trước nghỉ ngơi một phen rồi hãy nói hàn lập cười nhã nhận từ chối hảo ý của gã vậy trước chư vị đi phòng khách nghỉ ngơi ta gặp mặt thành chủ một lát lại đến chiêu đãi chư vị thần dương ôm quyền một cái nói ra ba người hàn lập lập tức ôm quyền hoàn lễ mấy người các ngươi cực kỳ chiếu cố ba vị khách quý Thần Dương trịnh trọng phân phó một tiếng, sau đó quay người ly khai. Nữ tử dung mạo phổ thông tiến lên xin lỗi một tiếng, phần eo dẫy ruộng như rắn nước dẫn ba người hàn lập đi dọc theo hành lang trong phủ, đi tới mỗi phòng khách. Chờ nàng kia rời khỏi, Thạch Xuyên không cùng giải đạo nhân nhau nhau ly khai phòng của mình, đi tới phòng hàn lập bên này. Đóng lại cửa đá phòng, hai người ngồi xuống quanh một bàn đá trước người hàn lập. mươi 858, Khảo Thí, Lệ Huynh, người nghĩ chúng ta gia nhập huyền thành lúc này, bọn chúng có hạn chế hành động của chúng ta không? Thạch Xuyên không lên tiếng bàn bạc, cũng chưa hẳn sẽ hạn chế chúng ta, chỉ sợ dù ít dù nhiều sẽ gặp một số chuyện hoặc được phân công nhiệm vụ, không tránh khỏi bị trì hoãn một ít thời gian. Điều kiện sinh tồn nơi đây cực kỳ khó khăn, để có thể sống sót, chung quy là phải nỗ lực, hơn nữa phải tuân theo quy củ nơi này. Hàn Lập Trầm ngâm nói, chỉ sợ sẽ có nhiều việc quấn thân, ta thật sự không muốn gia nhập vào huyền thành, cái gì mà trở thành thuận dân chứ. Thạch Xuyên không nhếch miệng nói ra, tình thế bắt buộc, chỉ có thể đi đến đâu tính đến đấy. Cố gắng cẩn thận nhất có thể, dù sao chúng ta cũng mới đến, không biết nhiều về nơi này. Hàn Lập lắc đầu, nói ra, Lệ Huynh có cảm thấy những người này sẽ gây bất lợi cho chúng ta không? Thạch Xuyên không nghe vậy, gãi đầu nói, bị thánh vực các người coi là tù phạm, vứt bỏ vào nơi đây, ta cũng không cho rằng chúng là người lương thiện. Nếu như nhân từ nương tay, chắc hẳn cũng sẽ không sống đến hôm nay đâu. Ngươi nói cũng đúng, không thể không đề phòng bọn chúng được Thạch Xuyên không vừa cười vừa nói. Lệ đạo hiếu, Thạch đạo hiếu, các ngươi cảm thấy thần dương này thế nào? Giải đạo nhân bỗng nhiên mở miệng hỏi, chỉ mới tiếp xúc qua thời gian ngắn, nhưng thấy đối đãi với thuộc hạ, và mấy ngày nay từ lời nói tới hành động, dường như hắn cũng không tệ. Thạch Xuyên không nói như thế, sao vậy, giải đạo hiếu phát hiện có gì không bình thường à? Lông mày hàn lập cao lại, hỏi, không có gì, chẳng qua ta cảm thấy, hắn quen biết chúng ta chưa lâu nhưng vì chúng ta lại sẵn lòng làm trái quy củ của huyền thành dường như có gì đó không đúng giải đạo nhân trầm ngâm nói việc này ta lại cảm thấy không có gì lạ chỉ là chút thủ đoạn thu phục nhân tâm ta đã thấy nhiều rồi thạch xuyên không nghe vậy cười cười nói ra mặc dù chuyện bất thường đôi khi không phải là xấu nhưng chúng ta không thể không đề phòng hàn lập như đang suy nghĩ nói trong lúc ba người hàn lập nói chuyện trong lòng núi tầng cao nhất bên trái Thanh Dương Thành, ở giữa một cung điện to lớn. Bốn vách tường cung điện treo từng chiếc chậu than to lớn, giống như được tạo từ sọ của cửa thú nào đó, bên trong không ngừng thiêu đốt dầu trơn, phát ra ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ đại sảnh. Ở chính giữa cung điện đặt một cái bàn đá to lớn, phía trên điêu khắc rất nhiều đồ văn không quá phức tạp về tích lân không cảnh, đó cũng chỉ là một ít tinh đồ vào ban đêm mà thôi. Phía sau cái bàn đặt một chiếc ghế đá lớn màu đen, phía trên phủ lên một tấm da cửa thú không biết tên, ngồi phía trên là một nam tử mặc áo đen dáng người khôi ngô. Một nửa trên gương mặt người kia sinh ra vải màu đen, một nửa còn lại nhìn giống như đã từng bị lửa đốt cháy qua, tất cả cơ bắp nổi lên từng cục, cộng thêm dáng người lớn gấp đôi người thường, cơ bắp trên thân lại phồng lên đầy khoa trương, khiến cho ai mới nhìn qua thấy hết sức xấu xí hung ác. Có điều người kia có một đôi mắt rất đặc biệt, lòng trắng mắt chiếm đa số, đồng tử lại nhỏ tí vòng quanh con người màu đen như mực là một vòng màu trắng bạc sáng bóng. Đứng đối diện cách cái bàn đó không xa, sắc mặt thần dương vui mừng đứng khom lưng, đang bẩm báo gì đó. Thành chủ đại nhân, tình hình ba người kia trên cơ bản là như vậy. Cuối cùng, chỉ nghe gã nói như thế, nam tử được gọi là thành chủ không phải ai khác, chính là thanh dương thành chủ, đỗ thanh dương. Hắc hắc, một tên nhân tộc, một tên ma tộc, một tên khôi lỗi tự có ý thức, thật là một nhóm người rất thú vị tin tức ba người này không để lộ ra ngoài chứ. Thân hình Đỗ Thanh Dương nghiêng về phía trước, hai tay chống cằm, có chút hưng phấn nói. Thành chủ yên tâm, việc này ta tự hiểu rõ, đã dặn dò những huynh đệ dưới trướng, bọn hắn kín miệng lắm, tuyệt đối không để lộ ra ngoài. Thần Dương vội vàng cam đoan nói, ừ, lúc trước nghe nói Huyền Thành và Khôi Thành cùng tranh chấp cướp đoạt một người, kết quả Huyền Thành thất bại, làm cho ách quái đại nhân rất không vui. Ta nghe nói, người nọ chính là người bên ngoài mới vào vùng đất lưu vong này đấy bây giờ chúng ta tự dưng đưa về hai người nếu bị huyền thành bên kia biết được đến một người cũng đừng hòng để lại đỗ thanh dương liếc qua thần dương nói ra tên ma tộc thì không sao còn tên nhân tộc kia thì không thể giao nộp trên người hắn ẩn chứa chân linh huyết mạch nếu bị kẻ khác lấy đi tổn thất thật không thể nào tính được thần dương liên tục gật đầu nói ra ngươi làm việc thật khiến ta yên tâm mọi chuyện tiếp theo ngươi đi làm đi đừng để phát sinh sự cố gì đỗ thanh dương ngồi thẳng lên khẽ dựa về phía sau lười biếng nói. Vâng, thành chủ đại nhân yên tâm, hai tay thần dương ôm quyền, cung kính nói. Lúc trạng vạng tối, Hàn Lập đang ở trong phòng khách tu luyện vũ hóa phi thăng công, bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Hắn đứng dậy mở cửa, liền thấy thần dương vẻ mặt ấy náy đứng ở ngoài cửa. Hàn Lập mời gã vào phòng, gã liền nói. Lệ huynh, thật có lỗi, vốn là muốn dựa vào mặt mũi của ta, giúp mấy vị được miễn đi khảo thí. Cuối cùng thành chủ đại nhân không những không cấp cho ta một chút mặt mũi, lại còn quát mắng ta một trận thành chủ được cho là người có quy củ nhất thành cũng chính là người lập ra quy củ không thể không tuân theo không sao nếu chúng ta muốn gia nhập thanh dương thành đương nhiên phải chấp hành quy củ của thanh dương thành rồi việc khảo thí để xác định và đánh giá cần phải làm là đúng rồi hàn lập nghe vậy liền khoát tay không nhanh không chậm nói ra cho dù thành chủ đại nhân không miễn khảo thí nhưng có hứa hẹn nếu các người phù hợp trở thành thuận dân thì sẽ được gia nhập vào đội săn bắn của ta, không cần phải tách rời tới các chỗ khác. Thần Dương nói thêm, à, không biết tiêu chuẩn để trở thành thuận dân là như thế nào. Lông mày hàn lập trao lên, nói ra, à việc này là để xác định lực lượng khí lực của một người. Cụ thể là xem số lượng huyền khiếu được khai sáng trên cơ thể. Mà số lượng huyền khiếu từ 16 cái trở lên là đủ tiêu chuẩn trở thành thuận dân, chưa đủ thì là hàng dân. Nếu số lượng huyền khiếu từ 54 trở lên, có thể trở thành tiểu đội trưởng đảm nhiệm thủ thành, mà số lượng từ 72 trở lên, có thể đảm nhiệm tiểu đội trưởng săn bắn. Thần Dương giải thích, trong lòng Hàn Lập khẽ động, ngày đó lúc nhìn thấy Thần Dương, hắn chỉ thấy hiện ra có 5 chục cái. Do vậy có thể thấy được, số lượng huyền khiếu được giải khai trên người gã, có lẽ số lượng không chỉ như vậy. Thì ra là thế, không biết khi nào mới tiến hành khảo thí. Mới vừa nghe hai vị điền lục quan nói, sau khi tiến vào thành phải khảo thí liền, Ý niệm trong đầu Hàn Lập chuyển động, lại hỏi. Không vội, không vội. Lệ huynh cùng thạch huynh đường xa vất vả mới tới. Hôm nay các người cứ nghỉ ngơi một đêm, khảo thí ngày mai hãng tính. Thần Dương vừa cười vừa nói. Vậy cũng tốt, đa tạ thần đạo hiếu. Hàn Lập ôm quyền nói ra. Lệ huynh chớ khách khí với ta, miễn khảo thí không được, trong lòng ta ái náy không thôi. Thần Dương vội khoát tay, nói ra. Hạc hạc, thần huynh đừng như vậy, lại khiến lệ mỗ thêm ái náy. Hàn Lập cười nói hai người hàn huyên một lát, sau đó thần dương cáo từ rời đi. Hàn lập trở lại trong phòng, ở nguyên tại chỗ suy nghĩ chốc lát, lúc này lại khoanh chân ngồi xuống, ăn vào một quả thú hạch, sau đó tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Ngày thứ hai, sáng sớm, ba người hàn lập đi theo thần dương từ tầng ba của thanh dương thành đi xuống tầng dưới cùng, rẽ sang phải, xuyên qua tòa thành lũy màu đen này đi vào bên trong ngọn núi bên phải. Bên phải về cơ bản cũng giống với bên trái, bên trong ngọn núi cũng chia thành bốn tầng. Vừa qua cửa động cực lớn của tầng thấp nhất, tiến vào trong lòng núi, Hàn Lập liền thấy từng tòa dùng tường đá phân chia ra các chuồng thú cực lớn, bên trong các chuồng hầu như đều nuôi nhốt các loại dị thú hình thù to lớn đầy đủ các loại màu sắc. Trong đó có những cự thú toàn thân giáp phải màu xám xanh giống lúc trước đội ngũ thần dương ra ngoài mang về. Chính giữa chuồng thú, có thể thấy rất nhiều hàng dân mang trường bào màu xám đang làm tạp dịch cho dị thú ăn, lau rửa, xem ra có vẻ bận rộn. Đoàn người không dừng ở đây, tiếp tục đi lên tầng 2. Không gian tầng 2 so với tầng 1 thì nhỏ hơn một chút, bên trong cũng chia thành từng chuồng thú cực lớn nhưng không quá giống tầng 1 chính là những dị thú này từng con không phải đang nhe hàm răng không đều gầm gừ gào rú, thì cũng đang dùng thân thể đập vào chuồng. Canh giữ những chuồng thú này, đại đa số đều là hàng dân ăn mặc như đầy tớ, tuy nhiên vẫn có thể thấy một ít thuận dân có trách nhiệm thủ thành, thỉnh thoảng ra tay giáo huấn những con dị thú không chịu an phận kia. Thần Dương dẫn bọn hắn đi tới tầng 3, sau đó mới ngừng lại. Vừa tới tầng 3, Hàn Lập liền thấy được hai gương mặt có chút quen thuộc, một người trong đó là nam tử mặt tròn giữa trán mọc ra cái sừng nhọt, còn người kia mặt vuông tai dài sắc mặt lãnh đạm, trên thân đều mặc trường bào màu đỏ thấm, đúng là hai gã điền lục quan hôm qua. Thần Dương đi tới Hàn Huyên cùng hai người một lát, sau đó dưới sự hướng dẫn của bọn họ, đi tới một gian thạch thất riêng biệt. Gian thạch thất này có diện tích không nhỏ, so với động phủ của Thần Dương thì lớn hơn nhiều, chẳng qua bên trong không có phân chia ra các gian, cũng không có bày biện gì nhiều, nếu nhìn qua sẽ thấy giống như được xây dựng để làm võ đài khôi lỗi thì không cần khảo thí trong hai người các ngươi người nào lên trước điền lục quan mặt vuông tai dài liếc hai người hàn lập lạnh lùng nói dù sao cũng phải khảo thí hết người nào trước cũng vậy để ta lên trước đi hàn lập đang muốn đi lên chợt nghe thạch xuyên không nói ra tốt vậy mời vị này thạch đạo hiếu mời bước lên bệ đá bên này một bước điền lục quan mặt tròn lộ ra một vòng vui vẻ nói ra Chính giữa gian phòng có một bệ đá màu đen lớn chừng 10 trượng, cao hơn mặt đất chỉ có hai thước, phía trên giống như có một lớp phấn màu trắng óng ánh, hơi phản xạ lại ánh sáng ngọn đèn trong phòng. Thạch Xuyên không theo lời đi tới bệ đá ở giữa, Thạch Đạo Hiếu, không cần phải làm gì phức tạp, chỉ cần kích thích huyền công của bản thân, mở huyền khiếu sáng lên hết là được. Điền lục quan mặt tròn mở miệng nhắc nhở, Thạch Xuyên không gật đầu nhẹ, hai tay nắm lại chuẩn bị, sau đó bỗng nhiên hét to một tiếng. Ngay sau đó, liền thấy trên thân gã có một tầng sáng bạc sáng lên lờ mờ lần lượt từng huyền khiếu ngoài thân phát sáng lên hàn lập vốn đã thả ra thần thức xem xét bệ đá màu đen cùng lớp phấn màu trắng óng ánh kia không thấy có gì lạ thường sau đó hai con ngươi ngưng lại dừng lại trên thân thể thạch xuyên không liền thấy trên thân thể thạch xuyên không nhanh chóng sáng lên từng huyền khiếu mười cái hai mươi cái ba mươi cái hàn lập thấy vậy lòng khẽ động theo đà này huyền khiếu giải khai trên thân thạch xuyên không có lẽ nhiều hơn mình không ít Quả nhiên như vậy, thân thể gã dần dần sáng lên 37 huyền khiếu, rồi thứ 38, cho đến thứ 45 thì mới ngừng lại. Cùng lúc đó, trên người gã có một cỗ khí thế vô hình phóng ra, đánh vào lớp phấn màu trắng óng ánh ở dưới chân làm chúng lay bay ra, lơ lửng lên. Khóe miệng thạch xuyên không hiện ra một vòng vui vẻ, đang định thu hồi công pháp rời khỏi thì lúc này bỗng nhiên vẻ mặt hơi đổi. Chỉ thấy lớp phấn màu trắng óng ánh đang bay lơ lửng dường như bị cái gì hấp dẫn, nhào nhào bay múa xung quanh hấp thụ vào thân thể gã. Bởi vì khoảng cách quá gần, cộng thêm tốc độ quá nhanh, căn bản Thạch Xuyên không chưa kịp làm gì, bụi phần óng ánh kia đã bám vào xung quanh thân thể Thạch Xuyên không. Tiếp theo, trên người Thạch Xuyên không có từng đợt âm thanh lạ phát ra, huyền khiếu thứ 46, 47, 48 cũng theo đó liên tiếp sáng lên. chương 859, có an bài khác, có chuyện gì vậy? Hàn lập nhướng mày, hỏi, lệ huynh, người không cần phải ngạc nhiên, tinh phấn màu trắng trên bệ đá này, chính là do một loại xương dị thú nghiền nát thành, đó là một loại vật liệu dùng để luyện chế ra thú đan, có công dụng kích thích huyền khiếu giải khai. Sử dụng ở chỗ này, chẳng qua là dùng để xác định chính xác số lượng huyền khiếu, làm chúng hiện ra hết mà thôi. Vẻ mặt thần dương hòa hoãn, không nhanh không chậm nói ra. Trên bệ đá, Thạch Xuyên không mới đầu có chút ngạc nhiên, tiếp theo cảm thấy dường như thân thể không có gì khác lạ, hơn nữa nghe thần dương nói như vậy, trong lòng yên tâm. Tuy vậy vẻ mặt gã vẫn có chút khó chịu, nhưng lại không làm gì ngăn cản, mặc kệ cho những bụi phấn kia tiếp tục hấp thụ. Huyền khiếu trên thân thể gã tiếp tục sáng lên từng cái, cho đến cái thứ 52 mới dừng lại. Hàn lập thấy vậy, trong mắt không khỏi hiện lên một tia ngoài ý muốn. Ánh mắt giải đạo nhân thì nhìn chằm chằm vào những tinh phấn kia, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, trao mày lên, dường như trong trí nhớ có chút ấn tượng với vật này, nhưng giờ phút này có nghĩ thế nào cũng không nhớ ra. Thạch xuyên không vốn là muốn che giấu thực lực, rốt cuộc huyền khiếu bị triệt để hiện ra hết, vẻ mặt bất thiện từ trên bệ đá đi xuống, không nói một lời. "Thạch huynh đừng tức giận, tinh phấn trên bệ đá này ngoại trừ làm hiện ra tất cả số huyền khiếu, cũng có công dụng tăng tiến tu vi, hôm nay được sử dụng một lần, lần sau muốn dùng tiếp, thật sự không có nhiều cơ hội a." À. Thần Dương thấy vậy, vội vàng an ủi nói. Thạch Xuyên không nghe vậy, yên lặng cảm nhận sự thay đổi bản thân chốc lát, vẻ mặt mới thoáng hòa hoãn một chút. "Thạch không, 52 huyền khiếu." Điền Lục quan mặt tròn cười mỉm nói. Điền lục quan mặt vuông tai dài mở cuốn sách trong tay ra, bút chu sa uốn lượn chuyển động, ghi chép lại tình huống của thạch xuyên không. Lệ đạo Hữu tới lượt ngươi, ánh mắt điền lục quan mặt tròn chuyển về phía Hàn Lập, cười nói. Hàn Lập gật đầu nhẹ, đi tới, bước lên bệ đá, chỗ mà trước đó thạch xuyên không đứng rồi dừng lại, sau đó, Hàn Lập hít sâu một hơi, yên lặng bắt đầu vận chuyển đại chu thiên tinh nguyên công, bạch quang trên thân thể sáng lên, huyền khiếu cũng liên tiếp sáng lên từng cái. 37 cái huyền khiếu sáng lên, sau đó, tinh phấn màu trắng cũng kích động bay lên, hấp thu vào cơ thể hàn lập, nhưng thân thể hắn không có thay đổi gì. Thần Dương thấy thế, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, dường như không nghĩ tới số lượng huyền khiếu của hàn lập lại ít hơn nhiều so với thạch xuyên không. Lệ phi vũ, 37 huyền khiếu, điển lục quan mặt tròn nhìn một vòng thân thể hàn lập, nói ra. Điển lục quan mặt vuông ghi chép xong, nhìn thần Dương gật đầu nhẹ. Lúc này hàn lập cũng từ trên bệ đá đi xuống, về bên cạnh chỗ mấy người hai vị đạo hữu trải qua khảo thí đều không có vấn đề gì nếu như đã đạt tới cấp độ thuận dân thì đều được gia nhập vào dưới trướng của thần dương đạo hữu chúc mừng chúc mừng điển lục quan mặt tròn hơi khom lưng chắp tay về phía ba người vừa cười vừa nói có được ba vị đạo hữu gia nhập vào liên minh cũng là thanh dương thành chúng ta may mắn mới được chung vui chung vui thần dương vừa dứt lời chợt nghe một tiếng vang ầm ầm thật lớn bỗng nhiên từ phía trên đầu truyền tới làm cho toàn bộ thạch thất chấn động kịch liệt. Vẻ mặt ba người Hàn Lập đều hơi đổi, lại thấy vẻ mặt ba người Thần Dương như thường. Lệ huynh, Thạch huynh, không cần phải ngạc nhiên, trên đỉnh đầu chúng ta là tầng 4, chính là huyền đấu trường của Thanh Dương Thành chúng ta, giờ phút này chắc hẳn là đang lúc tỉ thí đấu võ." Thần Dương vừa cười vừa nói, "Huyền đấu trường." Thạch Xuyên không nghe xong lời ấy, lập tức tỉnh táo tinh thần. Đối với chuyện đánh cược trong lòng gã vốn rất hứng thú lần đầu gặp gỡ Hàn Lập ở Nguyên Hoang Thành chính là hoàn cảnh giống ở đây. Trên mặt gã lộ ra một vòng vui vẻ, muốn mở miệng hỏi thăm, thì ngay lúc này đột nhiên cảm giác được đầu óc một hồi hôn mê, dưới chân lại một hồi yếu ớt mệt mỏi, người không thăng bằng, không tự chủ được ngã nhào về phía trước. Mắt thấy sẽ đụng vào người thần dương, nhưng thần dương chỉ mỉm cười một cái, lui về sau một bước, mà kệ gã ngã lăn trên mặt đất. Ngươi, Hàn Lập ngay lập tức bất ngờ hiểu rõ mọi chuyện, nhưng mới mở miệng, dường như giống thạch xuyên không, trong đầu trầm xuống. Trong lòng hắn căng thẳng, vội vàng cắn đầu lưỡi một cái, muốn thúc giục luyện thần thuật, thế nhưng liền phát hiện thức hải của mình cũng bất chi bất giác trở nên nặng nề, đồng thời khí lực trên dưới quanh thân chẳng biết tại sao biến mất không tung tích, giống như bị hút sạch đi vậy. Chưa kịp suy nghĩ cái gì, hắn lập tức cảm thấy trước mắt một màu đen, cả người ngã nhào về phía trước. Dù thần thức của hắn có cường đại như thế nào đi nữa, lúc này cũng không chống đỡ được, bất tỉnh hoàn toàn trước khi hoàn toàn ngất đi chợt hắn thấy một bóng người cao lớn dung mạo hung ác từ cửa ra vào đi tới ba người thần dương nhìn thấy gã kia lập tức cung kính thi lễ trong miệng hô một tiếng thành chủ nam tử hung ác kia không ai khác chính là thanh dương thành chủ đỗ thanh dương thần dương người làm không tệ a à, ánh mắt đỗ thanh dương đảo qua trên thân hai người hàn lập mở miệng nói ra là do phấn cốt của bạch huyền thú của thành chủ đại nhân công hiệu thật mạnh mẽ hặc hặc thần dương vừa cười vừa nói lúc giải đạo nhân nghe được ba chữ bạch huyền thú bỗng nhiên tỉnh ngộ đã biết vì sao hai người hàn lập mất đi tất cả là vì vật ấy xâm nhập vào huyền khiếu dẫn vào trong cơ thể làm bọn hắn ra nông nỗi này đáng tiếc lúc này biết thì cũng đã muộn thành chủ đại nhân bây giờ ta sẽ lập tức đưa hắn vào chỗ mật thất bế quan của người đúng không thần dương cười hỏi không vội người này ta đã có an bài khác đỗ thanh dương khoát tay áo nói ra lời nói và hành động hai người không hề e ngại giải đạo nhân dường như nghĩ rằng việc có mặt tên khôi lỗi này không có gì quan trọng giải đạo nhân thì một mực đứng trang nghiêm một bên không ra tay cứu giúp cũng không mù quáng chạy trốn bộ khôi lỗi này thần dương lúc này mới giống như nhớ đến có một giải đạo nhân tồn tại gần đó hỏi do tên nhân tộc và ma tộc kia trước tiên giam lại nên xử lý như thế nào ngươi tự biết về phần khôi lỗi này mặc dù có một chút ý thức nhưng không có tác dụng gì ngươi cứ tự xử lý là được đỗ thanh dương liếc qua giải đạo nhân thuận miệng phân phó dứt lời gã liền chắp hai tay sau đít quay người rời đi trở thành đầy tớ của ta hoặc là bây giờ bị ta hủy đi thành một đống sắt vụn cho ngươi chọn thần dương lạnh nhạt nhìn về phía giải đạo nhân nói ra giải đạo nhân không nói một lời nào chẳng qua là nghiêng mắt liếc nhìn hàn lập một cái hai tay liền ôm quyền hướng thần dương thi lễ một cái ngươi là một khôi lỗi không có sức chiến đấu nhưng cũng biết thức thời địa phương quỷ quái này không có gì thú vị có một con khôi lỗi như vậy đi theo, coi như không tệ. Thần Dương cười nói, rứt lời, gã lại không hề nhìn giải đạo nhân, mà ngồi xổm xuống, lấy trong tay áo ra hai cái thạch bình màu đen, chia ra đặt ở trên cánh tay hàn lập cùng thạch xuyên không, rồi nở nắp bình ra. Chỉ thấy chỗ miệng bình, chui ra hai con rết màu đen dài ba tấc, rung rung hai cái dâu màu trắng, bò lên cánh tay hai người hàn lập một lúc, sau đó dễ dàng cắn thủng da của bọn hắn chui vào. Giải đạo nhân liền thấy phía dưới ống tay áo hai người, cùng lúc có một đạo lồi lên nhanh chóng chạy đi chia ra chạy đến lồng ngực bọn hắn nhô lên tạo thành một cái hình tròn rồi liền ngừng lại chúc mừng thần dương đội trưởng lần này lập công lớn ta thấy sau này chức phó thành chủ thanh dương thành không ai khác ngoài ngươi rồi điển lục quan mặt tròn tiến lên một bước chắp tay chúc mừng hặc hặc vậy đành dựa vào cắt môn của ngươi rồi thần dương đắc ý cười nói ánh mắt giải đạo nhân dừng lại trên thân hai người hàn lập đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm không biết qua bao lâu, Hàn Lập yếu ớt tỉnh lại. Xung quanh là một vùng tối tăm, giờ phút này hắn đang ở một gian thạch thất u ám. Diện tích thạch thất không lớn, chỉ khoảng 4 năm trượng, bốn vách tường hiện ra màu đen kịt, trong phòng hầu như không có vật gì, chỉ có một cái giường đá ngay tại giữa phòng. Mà lúc này hắn đang nằm ở trên đó, trên tay đeo một cái gông cùng bằng xương trắng, trên chân cũng mang theo một cái giống vậy, được cầm cố bởi sợi xích xương to bằng cánh tay. Tay chân hàn lập ra sức giấy ruộng gông cùng, xiềng xích vang lên rầm ào ào, nhưng lại không chút sức mẻ. Khỏi cần mơ mộng hão huyền, những thứ này đều là những thứ đặc chế để cầm tù, cho dù giải khai trên 100 huyền khiếu trên người cũng không đủ khả năng phá vỡ nó. Vào lúc này, một thanh âm từ bên ngoài vang lên, sau đó một bóng người người cao lớn đi đến, chính là thần dương. Phía sau gã còn dẫn theo một thanh niên da đen mắt nhỏ áo bảo xám, y cúi đầu đứng, thần sắc cung kính. Thần dương, ta tự thấy bản thân ta chưa bao giờ làm chuyện gì bất lợi với ngươi, cũng đã đáp ứng gia nhập huyền thành, vì sao người âm mưu ám hại chúng ta? Hàn lập thấy thần dương xuất hiện cũng không kinh ngạc, ghé mắt liếc qua, chậm rãi nói ra. Chật chật, lệ đạo hiếu gặp nguy không loạn, quả nhiên là tâm tính tốt, có điều ngươi nói vậy thật ngây thơ buồn cười, chẳng lẽ ngươi cần phải đắc tội với ta, ta mới phải đối phó ngươi ư? Nơi này là tích lân không cảnh, vốn là nhà giam, chúng ta cũng là kẻ tù tội cực kỳ hung ác, chẳng lẽ ngươi còn muốn ở chỗ này đòi công bằng chính nghĩa? Thần Dương cười suy một tiếng, khinh bỉ nói ra thụ giáo hôm nay nếu như ta đã rơi vào trong tay các ngươi không biết các hạ định xử trí như thế nào hàn lập nghe vậy nhướng mày bình tĩnh nói lệ đạo hữu yên tâm chúng ta mặc dù là tù nhân phạm tội nhưng cũng không phải là kẻ điên cuồng thích giết chóc nơi này là huyền đấu trường của thanh dương thành chúng ta là những kẻ tù tội ngoài săn giết lân thú cùng tu luyện cũng không có việc gì làm thời gian rất buồn tẻ quan sát sát đấu chém giết đánh cuộc cá độ có thể nói là niềm vui thú duy nhất mà huyền đấu trường này là chỗ chứa vàng của thành chủ đại nhân, nơi tập hợp báu vật, lệ đạo hữu ngươi là nhân tộc, mà nhân tộc ở Tích Lân không cảnh là cực kỳ hiếm thấy, nếu như ngươi xuất hiện thi đấu, ta nghĩ, người xem khẳng định rất nhiều." Thần Dương cười nhạt một tiếng, nhưng nụ cười này lại làm cho người không rét mà run. "Các ngươi bắt ta, là vì nguyên nhân này?" Hàn Lập nghe vậy, trong mắt hơi híp lại, trầm giọng hỏi. "Huyền Thành không nuôi dưỡng người vô dục, nếu như lúc này ngươi muốn được sống khỏe mạnh, thì thi đấu giống vậy." Chỉ cần ngươi có thể chứng minh giá trị của mình, có lẽ có khả năng sẽ được tự do." Thần Dương từ chối cho ý kiến, nhàn nhạt, nhạt nói ra. Hàn Lập nghe nói những thứ này, sắc mặt âm tình bất định. "Người này giao cho ngươi." Thần Dương không tiếp tục để ý Hàn Lập nữa, nói với thanh niên áo bảo xám sau lưng. "Thần đại nhân xin yên tâm, ta sẽ dạy dỗ người này thật tốt, sẽ không xảy ra sơ suất gì." Thanh niên áo xám vội vàng cam đoan nói. "Rất tốt, ta mệt rồi, đi nghỉ trước một chút." Thần Dương ngáp một cái, sau đó xoay người đi ra phía bên ngoài. "Thần đạo hữu, Thạch đạo hữu cùng giải đạo nhân bây giờ ở đâu?" Hàn Lập thấy gã rời đi, vội vàng cao giọng hỏi. Nhưng Thần Dương không có chút hứng thú nào để ý tới Hàn Lập, dáng người rất nhanh biến mất ở ngoài cửa.